Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 60. Người đi đi. Đúng lúc này, Mạn Uyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, hai tay nắm chặt. Nghe vậy, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì hắn biết rõ, người trước mắt này nói như vậy, đám người Mục Hà tuyệt đối sẽ không theo mình khai chiến với Man gia. Dù sao bọn họ chỉ là tới đòi lại mặt mũi, nhưng hiện tại mặt mũi đã đòi được rồi. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ không theo mình đi liều mạng. Quả nhiên, khi Mạn Uyên nói ra những lời này, đám người Mục Hà liền ngăn cản đám người của Bái Nguyệt Điện. Mục Hà nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Đi thôi. Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi, đúng lúc này, Mạn Uyên đột nhiên lại nói. Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ bắt người trả lại gấp 10 lần. Dương Diệp không để ý tới Mạn Uyên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chấm chấm chấm. Chuyện Dương Diệp đánh chết Man Hy rất nhanh lại được lan truyền, lần này, vô số người cảm thấy khiếp sợ. Man gia là thế gia vạn năm chứ không phải là loại thế lực nhỏ do những thanh niên tạo thành như Thính Tuyết Lâu. Mà cho dù là vậy vẫn bị khiêu chiến. Vào lúc này, vô số người càng lúc càng tò mò với thân phận của Dương Diệp. Mà rất nhiều thế gia và thế lực thực lực không quá đặc biệt thì vội vàng tuyên bố một mệnh lệnh, đó chính là đừng có chọc vào tên thể tu Dương Man. Rất nhiều người xem như đã nhìn rõ, thể tu tên là Dương Man này chính là một tên điên không hơn không kém, ai chọc vào hắn đều gặp xui xẻo. Chấm chấm chấm. Mục Hà một mình dẫn Mục Thanh Phong tới một nơi. Dương Man này không thể ở lại Bái Nguyệt Điện của ngươi được. Câu đầu tiên của Mục Hà khiến Mục Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, Mục Thanh Phong trầm giọng hỏi. Vì sao thế? Mục Hà nói. Tính cách của kẻ này quá cương trực. Làm việc cũng quá xung động, quan trọng nhất là kệ khí trong tòng hắn thật sự quá nặng, người tiếp tục để hắn ở Bái Nguyệt Điện, nhất định sẽ mang đến đại họa cho Bái Nguyệt Điện. Giống như lần này, hắn nếu sau khi chiến thắng Man Hy thì thu tay, giữ tại cho Man Hy một mạng, như vậy chuyện có thể sẽ không đến nỗi suýt mất khống chế. Nhưng hắn không làm vậy, không chỉ không làm vậy, ngược lại còn muốn đi đổ sát Man ra. Nói đến đây, hai mắt Mục Hà híp lại. Ta coi như đã nhìn rõ. Kẻ này chính là có thù tất báo. Nhưng ở thánh địa, một người không biết tiến thoái tuyệt đối sẽ không sống được lâu. Cho nên, nhà đầu, bảo hắn rời khỏi Bái Nguyệt Điện đi, như vậy sẽ tốt cho Bái Nguyệt Điện, cũng tốt cho ngươi. Mục Thanh Phong trầm mặc, bởi vì nàng ta căn bản không thể phản bác. Lần này, nàng ta cũng thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của tên gia hỏa tên là Dương Man. Nếu lúc trước Man Uyên không lùi bước, hắn liệu có thật sự đổ sát Man ra không? Khẳng định là có. Thật khiến cho người ta đau đầu. Mục Thanh Phong lắc đầu, đột nhiên, giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lại nói. Đúng rồi, ra ra ngươi không phải nói Man thần giáp đó chính là cường giả bán thánh cũng không phá được sao? Vậy vì sao lúc đó hắn phá được? Theo quan sát của ta, hắn đâu biết dùng kiếm. Chân mày Mục Hà cau lại, một lúc sau mới nói. Nói thật, ta cũng không thể phát hiện, bởi vì khi hắn thật sự xuất lực. Chúng ta đều cảm thấy hắn không thể phá được, cho nên không quan sát hắn cẩn thận. Ha ha, hiện tại nghĩ lại, lúc ban đầu hắn chính là giả vờ yếu đuối, cố ý khiến chúng ta và cả Man Hy buông lỏng cảnh giác. Man Hy đó đúng là ngu ngốc. Quả thật là ngu ngốc. Mục Thanh Phong gật đầu đồng ý. Nếu Man Hy không tự đại, không khinh địch, có Man thần giáp, hắn căn bản sẽ không chết, nhưng đáng tiếc là, hắn cứ tự cho mình à giỏi. Có thể nói. Man Hy là chết trên tay của chính mình. Chuyện của Dương Man tự ngươi mau chóng giải quyết đi. Mục Hà nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Giữ lại Dương Man hay là bảo hắn đi. Mục Thanh Phong không khỏi đau đầu. Chấm chấm chấm. Bái Nguyệt Điện. Trong một căn phòng, Dương Diệp đi đến cạnh giường, trên giường là Phù Cẩm Tiên. Lúc này Phù Cẩm Tiên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, thương thế cũng tốt hơn nhiều, nhưng vết sẹo trên mặt vẫn còn. Điều này khiến cho khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của nàng ta biến thành có chút dữ tợn và khủng bố. Đa tạ hỏa tinh thạch ngàn năm của ngươi, chỉ là cho ta thì không khỏi có chút quá lãng phí. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp lắc đầu, nói. Vật ngoài thân thôi, đúng rồi, hỏa tinh thạch ngàn năm đó chắc có thể trị khỏi vết sẹo trên mặt ngươi mà. Ngươi vì sao? Xấu lắm à? Khóe miệng Phù Cẩm Tiên nở một nụ cười, nói.
Ta nghĩ với bộ dạng hiện tại này của ta, chắc sẽ không có nam nhân nào có hứng thú với ta đâu nhỉ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, thấp giọng thở dài, nói. Ngươi việc gì phải vậy? Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi có biết không, Man Hy đó cũng một trong những kẻ lúc trước giết trượng phu và con ta, hôm nay khi gặp lại hắn, ta vốn tưởng rằng đây là trời cao cho ta cơ hội báo thù cho ta, nhưng không ngờ thực lực của ta lại yếu như vậy, yếu đến mức cho dù là cửu nhân đứng ở trước mặt cho ta giết, ta cũng không giết được, hơn nữa còn liên lụy tới người. Ta thật sự rất hận, hận mình vô năng, hận mình. Khụ khụ. Nói tới cuối cùng, cảm xúc của Phù Cẩm Tiên trở nên kích động, khóe miệng lại trào máu. Dương Diệp lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Phù Cẩm Tiên, nói. Man Hy đã chết rồi, ta đã tự tay giết hắn. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên rõ ràng càng kích động hơn. Một lúc sau, Phù Cẩm Tiên mới bình tĩnh lại, nàng ta nhận lấy khăn lụa trong tay Dương Diệp, lau đi máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi có biết không, thế nhân đều nói ngươi là kẻ điên, ngươi là một kẻ biến thái, ngươi là một tên cuồng ma sát nhân không hơn không kém. Nhưng kỳ thật ngươi là người tốt. Người tốt á? Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói. Nói ta tốt e rằng chỉ có một mình ngươi thôi. Ngươi đừng quên, hỏa linh tộc của ngươi là bị ta tiêu diệt. Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi đối với địch nhân thì rất tàn nhẫn, rất điên cuồng, có thể nói, chỉ cần là kẻ địch của ngươi, ngươi sẽ thể hiện ra một mặt đen tối nhất của ngươi. Hơn nữa còn phóng đại một cách không hạn chế, đây chính là nguyên nhân mà người khác nói ngươi biến thái, là cuồng ma sát nhân. Nhưng, ngươi đối với người mình lại rất tốt, khi đối mặt với người mình, trên người ngươi không có sát khí, không có lệ khí, có chăng chỉ là sự bình dị gần gũi, và... Nói đến đây, Phù Cẩm Tiên dừng một chút lại nói. Tê tê ới cổ thánh thành, ta phát hiện, ngươi chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác, hơn nữa rất nhiều lúc khi người khác trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại còn có thể nhường nhịn. Nhưng một khi ngươi không nhịn được, ngươi mà xuất thủ thì chính là chém tận giết tuyệt, không lưu lại đường sống. Thế nhân luôn nói ngươi là người điên, ngươi là biến thái, ngươi là cuồng ma sát nhân, nhưng không ai chịu nghĩ xem, ngươi vì sao lại biến thành như vậy. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói. Ngươi trở về gặp tộc trưởng hỏa linh tộc, lão nói gì không? Phù Cẩm Tiên cũng thức thời, không tiếp tục đề tài lúc trước, nói. Còn nói gì được nữa? Chỉ bảo ta đừng sinh sự ở cổ thánh thành, hiện tại bản thân hỏa linh tộc còn khó bảo toàn, chỉ có sống nhờ tại cổ thánh thành này. Cho nên bọn họ không hy vọng ta sẽ mang tới phiền toái cho họ. Ha ha, vì thế bọn họ không ngờ còn muốn nhốt ta lại. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi đừng trở về hỏa linh tộc nữa, sau khi cứ ở Bái Nguyệt Điện đi. Nói xong, Dương Diệp do dự một thoáng, lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm đặt ở cạnh giường của Phù Cẩm Tiên, nói. Lúc trước, nếu không phải ngươi truyền âm báo cho ta biết, ta có thể đã không ra khỏi được hỏa linh tộc. Ngươi muốn dựa vào thực lực để báo thù, ta sẽ không khuyên ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đừng từng này thôi. Ngươi vẫn chưa đủ độc ác. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giết ta, bởi vì chỉ cần ta chết rồi, ngươi ở cổ thánh thành này tuyệt đối sẽ an toàn. Mà nếu ta không chết, vạn nhất tiết lộ thân phận thật sự của ngươi, vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp cười khẽ, nói. Vẫn là câu đó, người không phạm ta, ta không phạm người. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng có điểm mấu chốt của bản thân mình, chuyện vượt qua điểm giới hạn, ta quyết sẽ không làm. Ta không có ý do giết người. Nếu là bởi vì giống như người nói, ta không qua được cánh cửa tâm ý, càng khiến cho kiếm đạo của ta không yên. Và lại, cho dù người tiết độ hành tung của ta, ta cũng không nhất định chắc chắn sẽ phải chết. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Cầm hỏa tinh thạch ngàn năm trong tay, Phù Cẩm Tiên nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Khi thu hồi ánh mắt, trong mắt Phù Cẩm Tiên lập tức biến đổi, trở thành dữ tợn, sát ý, kệ khí. Bất chấp tất cả mọi giá để trở nên mạnh mẽ. Một tiếng lầm bầm vang lên trong phòng. Sau khi rời khỏi phòng của Phù Cẩm Tiên, Dương Diệp về lại phòng mình. Sau khi vào phòng, chuyện thứ nhất Dương Diệp làm chính là lấy thi thể Man Hy ra. Dương Diệp đương nhiên không có chút hứng thú nào với thi thể, cái mà hắn có hứng thú là man thần giáp trên người Man Hy. Uy lực của man thần giáp này hắn đã tự mình lĩnh giáo,
lúc trước hắn sở dĩ có thể phá vỡ vị trí ở hai mắt của man thần giáp này, một là do Man Hy khinh địch và lơ là, hai là trong nháy mắt đó đã dùng tới kiếm ý thập nhất trọng, chí mệnh nhất kích tam trọng, cộng với cả nhân kiếm. Có thể nói, lúc ấy hắn đã thật sự dùng tới toàn bộ thực lực. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm nhận được một tia trở ngại, nói cách khác, dưới một kích toàn lực đó của hắn, hắn vẫn thiếu chút nữa không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Chỉ có thể nói, lúc ấy nếu Man Hy cảnh giác một chút, sau đó né tránh, vậy thì hắn đã không thành công. Tóm lại, nếu hắn mặc man thần giáp này vào, như vậy cộng với nhục thân của hắn, còn cả Long Lân, hắn dám dựa vào lực lượng nhục thân để đơn đầu với cường giả bán thánh. Càng đứng nói tới hắn còn có ma năng thuẫn và băng thuẫn. Tóm lại, sau này chính là võ trang hạng nặng. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp không khỏi nở một nụ cười. Có điều lúc này hắn gặp chút khó khăn, bởi vì man thần giáp này đã bọc chặt lấy Man Hy, một chút khe hở cũng không có, hơn nữa quan trọng nhất là lớp màng mỏng bị hắn phá vỡ lúc trước, không biết từ lúc nào đã khôi phục. Nói cách khác, hắn căn bản không cởi ra được. Trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một biện pháp. Thân hình hắn khẽ động, mang theo man thần giáp tới lầu luyện đan. Ngươi châu như vậy thì ta sẽ nướng ngươi, xem là ngươi châu hay là lục đinh thần hỏa châu hơn. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước lò luyện đan. Nhìn lục đinh thần hóa trong lò luyện đan, Dương Diệp có chút do dự, bởi vì nếu làm không tốt, lò lửa này đốt man thần giáp thành cho mất thì sao? Nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, man thần giáp này vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đâm ra một lỗ nhỏ ở chỗ yếu nhất. Nhưng muốn cởi ra thì căn bản là không được. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp ném man thần giáp vào trong lò. Hắn cầm man thần giáp chậm rãi tới gần lục đinh thần hóa, lúc ban đầu thì không có gì khác thường, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được man thần giáp đang từ từ nhúc nhích. Điều này khiến cho Dương Diệp mừng lắm, lại dí tới gần lục đinh thần hóa hơn một chút. Theo Dương Diệp càng lúc càng tới gần lò luyện đan, tốc độ nhúc nhích của man thần giáp trong tay hắn cũng nhanh hơn, không chỉ nhúc nhích mà còn run rẩy kịch liệt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác được thi thể của Man Hy trong man thần giáp đã biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đó là trực tiếp bị đốt cho bốc hơi rồi. Dương Diệp ngừng lại, nhìn man thần giáp trong tay, trầm giọng nói. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không thần phục ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào lò lửa, khiến ngươi triệt để biến thành cho bụi. Dương Diệp hiểu rất rõ, loại bảo vật thuộc về tiên cấp này cho dù không sinh ra được trí tuệ thật sự, nhưng khẳng định cũng có linh trí nhất định. Hắn không phải người của man gia, hắn không có cách nào sử dụng man thần giáp này một cách bình thường. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức uy hiếp này. Man thần giáp không đáp lại. Ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng, nói. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu vẫn không thần phục, ta sẽ lập tức cho ngươi được tắm trong lửa. 1. Man thần giáp vẫn không có phản ứng. 3. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, Dương Diệp không chút do dự, bấm tay búng một cái, man thần giáp trực tiếp bị hắn ném vào trong lò lửa. Ngay khi man thần giáp sắp chui vào trong lò lửa, man thần giáp đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành vô số chất lỏng màu vàng và màu đen nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, sau đó thì bao bọc lấy Dương Diệp. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như bị mấy vạn sợi dây thép thắt mạnh, toàn thân trong nháy mắt không ngờ có một loại cảm giác giống như bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Man thần giáp càng siết càng chặt. Dương Diệp cố gắng khiến mình trở nên tỉnh táo, tâm niệm khẽ động, Long Lân nháy mắt đã bao phủ toàn thân, sau khi Long Lân xuất hiện trên da, loại cảm giác đau đớn xé gan xé ruột này lập tức bớt đi nhiều, mà tốc độ co thắt lại của man thần giáp trong nháy mắt giảm xuống. Nhưng rất nhanh Long Lân của hắn bắt đầu nứt ra. Giáp này có linh, phàm là thiên địa kỳ vật, đều không dễ dàng thần phục, ta phải nghĩ biện pháp, bằng không cứ tiếp tục thế này, thân thể kiểu gì cũng bị xiết thành vô số mảnh. Đầu Dương Diệp nghĩ rất nhanh, vô số phương pháp hiện lên trong đầu. Đột nhiên, trong đầu Dương Diệp chợt lóe linh quang. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một dòng tinh huyết từ đầu ngón tay phun lên man thần giáp. Khi tinh huyết chạm vào man thần giáp, giọt tinh huyết đó lập tức chui vào trong man thần giáp. Lập tức, Dương Diệp phát hiện, tốc độ co rút lại của man thần giáp chậm lại mấy phần, nhưng vẫn không dừng hẳn.
có hiệu quả, nhưng vẫn không dừng lại, chẳng lẽ là không đủ? Dương Diệp trầm tư một hồi, quyết định thử tiếp, ngón tay khẽ động, lại một giọt tinh huyết bắn ra. Mỗi một lần Dương Diệp bắn ra một giọt tinh huyết lên man thần giáp, Dương Diệp liền phát hiện, tốc độ co rút lại của man thần giáp này sẽ chậm đi mấy phần, nhưng, sau khi liên tục bắn ra hơn 10 giọt tinh huyết, man thần giáp này vẫn không có cực hạn muốn thần phục, ngược lại mang tới cho hắn cảm giác nó muốn nhiều tinh huyết hơn. Tinh huyết chính là tinh hoa của con người, mất đi nhiều, không chỉ đối với thân thể, cho dù là đối với thực lực bản thân cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lúc này Dương Diệp căn bản là không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục chuyển vận tinh huyết. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể lựa chọn uy hiếp man thần giáp này, nhưng hiện tại, uy hiếp thế nào đây? Nó đã khoác lên người hắn, chẳng lẽ là đồng quy vu tận với nó? Sau khi giao ra hơn 10 giọt tinh huyết, man thần giáp vẫn không có phản ứng, điều này khiến cho Dương Diệp lập tức nổi giận, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, cảnh giới có thể sẽ hạ xuống. Hắn trực tiếp đi tới cạnh lò luyện đan, nói. Nếu cứ thế này người sẽ khiến ta chết, ta chỉ hỏi một câu, người con mẹ nó rốt cuộc có nguyện ý thần phục hay không, người nếu không muốn thì bão tử hiện tại sẽ đồng quy vu tận với người. Man thần giáp không phản ứng. Khóe miệng Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, tay duỗi ra, trực tiếp thò vào miệng lò, lập tức, tâm thần Dương Diệp run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa thì lùi về phía sau. Hắn kinh hãi nhìn lục đinh thần hỏa. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, lục đinh thần hỏa này so với sự tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn nhiều. Tuy lục đinh thần hỏa khiến cho tâm thần của hắn run rẩy dữ dội, nhưng hắn không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tiến vào gần thêm mấy phần. Người mẹ nó rốt cuộc có đầu hàng hay không? Dương Diệp gầm lên, bộ dạng như muốn bất chấp tất cả. Đúng lúc này, man thần giáp đột nhiên mấp máy, rất nhanh, man thần giáp biến mất trên người Dương Diệp. Cùng lúc đó, Dương Diệp lập tức cảm thấy giữa mình và man thần giáp có một tia liên hệ. Tâm niệm hắn khẽ động, còn không đến một phần 10 cái hô hấp, man thần giáp nháy mắt đã bao bọc lấy bao vây, kín không kẽ hở. Dương Diệp lúc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng không ngờ hắn đánh bừa lại đánh chúng, không ngờ thật sự thu phục được man thần giáp này. Đương nhiên, nguy hiểm trong đây cũng rất lớn. Nếu là người bình thường có được man thần giáp này, trước tiên không nói có thể khiến nó thần phục hay không, cho dù là nó nguyện ý thần phục, người bình thường cũng không chịu nổi. Vào khoảnh khắc mặc vào man thần giáp, Dương Diệp biết, nếu là người bình thường, tuyệt đối trong nháy mắt sẽ biến thành một đống thịt nát. Sau khi thu phục được man thần giáp, Dương Diệp bắt đầu nghiên cứu tác dụng của man thần giáp này. Đối với chuyện lực lượng của man hy trong nháy mắt trở nên cường đại lúc trước, hắn vẫn nhớ như in, trong nháy mắt đó. Lực lượng của đối phương đã thật sự vượt xa hắn. Nghiên cứu hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng đã hiểu. Dưới sự câu thông của hắn và man thần giáp, hắn phát hiện, chỉ khi hắn cần, một cỗ lực lượng cực kỳ thần bí sẽ từ trên man thần giáp ùa vào trong tay phải của hắn. Cảm nhận được cỗ lực lượng dồi dào trên tay, Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt sụp xuống, đồng thời lực lượng cường đại còn khiến cho không gian chung quanh trực tiếp nứt ra. Nhưng rất nhanh, không đến nửa hơi thở, không gian trong nháy mắt được sửa chữa tu bổ. Mạnh thật! Nhìn quyền đầu của mình, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn. Trong nháy mắt trước đó, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình trong nháy mắt đã tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Một quyền này cho dù là bán thánh, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh, hắn có lòng tin sẽ đánh bay được đối phương. Quan trọng nhất là phòng ngự, nhục thân của bản thân hắn đã cực kỳ khủng bố. Lại có long lân, hiện tại có thêm man thần giáp, còn có ma năng thuẫn và bằng thuẫn. Hắn hiện tại dám không cần dùng kiếm mà đơn đấu với bán thánh. Đương nhiên chỉ là bán thánh bình thường mà thôi, bán thánh giống như tộc trưởng của hỏa linh tộc hắn cho dù dùng kiếm cũng khẳng định không đánh lại. Bởi vì lúc trước thu phục man thần giúp tiêu hao quá nhiều tinh huyết, bởi vậy, Dương Diệp tu luyện chừng một ngày ở trong hồng mông tháp mới đi ra. Lần này thu hoạch ở thánh địa cực lớn. Không chỉ thu hoạch được mấy kiện bảo bối, còn khiến bản thân tấn thẳng đến hoàng giả cảnh tam phẩm. Lúc trước khi chữa trị thương thế, hắn nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, dưới tác dụng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hắn bất chi bất giác giã trực tiếp thăng cấp. Đây xem như là kinh hỉ bất ngờ. Hiện tại việc cấp bách là kiếm được đại lượng tích phân, nếu có thể tốt nhất là đổi lấy một quyển huyền kỹ tiên cấp. Man thần giáp này là tiên cấp,
Dương Diệp đã kiến thức được sự cường đại của nó. Cùng là huyền kỹ tiên cấp khẳng định sẽ không kém, mà phương diện huyền kỹ cũng là chỗ mà hắn yếu nhất, bởi vì hắn cũng chỉ biết một hai môn kiếm kỹ. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm đủ tích phân thì mới có thể tới Trấn Ngục Tháp cứu bản thể của kiếm linh. Thời gian trôi quá rất nhanh, đã tới thời gian ước định với Minh Nữ. Minh Nữ đi tới Bái Nguyệt Điện, một đường thông suốt, người của Bái Nguyệt Điện không phải không thấy, là nhìn thấy cũng không dám đến gần, đừng nói là Bái Nguyệt Điện, ở cổ thánh thành này, trừ một hai nơi ít ỏi ra, không có chỗ nào là Minh Nữ không dám tới. Cũng trừ số ít một hai người ra, không ai dám cản nàng ta cả. Từng có một gia tộc không nể mặt nàng ta, gia tộc đó không bị giết, chỉ gia chủ bị giết mà thôi, hơn nữa chỉ cần là gia tộc đó có gia chủ mới thì hôm sau sẽ chết ngay. Cho dù vị gia chủ đó là bán thánh, gia tộc đó tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn trả thù, nhưng người chết càng nhiều hơn. Cuối cùng không biết phải làm sao, gia tộc đó tìm tới thánh đường, nhưng thánh đường lại nói, chuyện của Minh Nữ thánh đường không có quyền nhúng tay vào. Từ đó về sau, không có bất kỳ một gia tộc và thế lực nào dám không nể mặt Minh Nữ. Cho dù là thế gia siêu cấp lưu truyền ở cổ thánh thành này từ 10 vạn năm trước, bọn họ khi nhìn thấy Minh Nữ cũng phải cung kính. Minh Nữ vừa thần bí lại vừa cường đại. Hoàng giả cảnh tam phẩm, thực lực của ngươi lại đề thăng. Trong phòng của Dương Diệp, Minh Nữ trước mặt hắn. Dương Diệp gật đầu, nói. So với ngươi thì vẫn kém xa. Đừng khiêm tốn, ngươi cũng không tồi đâu. Minh Nữ nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, với thực lực của ngươi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà khiến ngươi cảm thấy có chút khó khăn thế? Ở sâu trong đáy biển U Minh, xuất hiện 9 tòa thạch quan, sau khi 9 tòa thạch quan xuất hiện rất nhiều thiên tài của thánh địa tới đáy biển U Minh tu luyện, toàn bộ đều tử vong một cách ly kỳ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tới điều tra nguyên nhân, hoặc là mang 9 tòa thạch quan đó về. Minh Nữ nói, thánh địa có nhiều cường giả như vậy, vì sao không ra tay? Dương Diệp bỗng nhiên nói. U Minh Hải chính là địa bàn của hải tặc, năm đó quan hệ giữa hải tộc và nhân tộc không tốt cho lắm. Bởi vậy hải thánh lúc đó đã bày ra một trận pháp ở hải tộc, nhân tộc từ bán thánh trở lên tới hải tộc sẽ bị áp chế, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy được một nửa. Hơn nữa hải thánh lúc trước còn để lại một dòng hồn phách, nếu bán thánh của nhân tộc dám bước vào hải tộc, dòng hồn phách này sẽ hiện thân đánh lui hoặc là chảm sát. Minh Nữ nói. Dương Diệp gật đầu, lại nói. Vậy 9 tòa thạch quan đó đã mang tới cho ngươi cảm giác nguy hiểm à? Minh Nữ nói. Bên cạnh 9 thạch quan đó còn có 9 khôi lỗi người đá, ta cần có người hỗ trợ kiềm chế 9 khôi lỗi người đá này. Chúng có thực lực gì? Dương Diệp có một loại cảm giác không ổn. Bán thánh. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nói. Ngươi bảo ta một mình giúp ngươi kiềm chế 9 vị bán thánh. Đại tỷ. Ngươi quá coi trọng ta rồi đó. 9 vị bán thánh là khái niệm gì? Với thực lực hiện tại của Dương Diệp, dưới tình huống không dùng kiếm, miễn cưỡng có thể một mình đấu với một vị bán thánh, về phần có thể thắng hay không thì không biết. Nếu dùng tới kiếm, hắn có chút nắm chắc, nhưng 9 vị bán thánh liên thủ, hắn tuyệt đối không thể chiến thắng, cho dù là dùng tới trấn giới thạch cũng không thể. Ta không nói là bảo ngươi một mình đi đối kháng với 9 bán thánh. Minh Nữ nói. Ngươi còn kêu gọi cả người khác. Tất nhiên, Minh Nữ, nói. Tuy thực lực của người lúc này không tồi, nhưng cũng không thể dùng sức của một người đối kháng với 7 bán thánh. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào, thế cũng là bình thường thôi, lại hỏi. Ngươi gọi mấy người giúp? 2. Dương Diệp. Đi thôi, bọn họ tới rồi. Minh Nữ nói xong câu đó thì thân hình khẽ động, hóa thành một luồng ánh sáng trắng tiêu tán tại chỗ. Có đi hay không? Dương Diệp không do dự lâu liền quyết định, đương nhiên phải đi rồi. Đầu của Minh Nữ này không phải bị hỏng, tất nhiên không thể đi làm loại chuyện tìm chết, đối phương nếu dám gì, hơn nữa chỉ gọi 3 người giúp đỡ, vậy nhất định là có nắm chắc. Và lại lần này nếu thành công, vậy thì ít nhất cũng có 10 vạn điểm tích phân. Sau khi đi tới cửa Bái Nguyệt Điện, Dương Diệp gặp 2 bang thủ còn lại của Minh Nữ, một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu xanh nhạt, diện mạo anh tuấn, trên mặt luôn nở nụ cười lạnh lùng, nhưng trên người lại lộ ra một cỗ khí tức khiến người ta rất thoải mái, khiến cho người ta không nhịn được muốn tiếp cận với hắn. Nữ thì mặc váy dài màu xanh,
dáng người thon thả, dung mạo không thể nói là rất đẹp, chỉ có thể nói là không xấu. Hai người nhìn thì có chút bình thường, nhưng Dương Diệp biết rõ, hai người này không đơn giản. Người có thể khiến Minh Nữ phải mời tới thì có thể đơn giản sao? Minh Nữ chỉ vào nam tử và nữ tử, nói. Vương Diễm, Thanh Minh. Hai người khẽ gật đầu với Dương Diệp cũng gật đầu, nói. Dương Man. Cứ như vậy, ba người trực tiếp xuất phát. Minh Nữ không giải thích lai lịch của Vương Diễm và Thanh Minh, cũng không giải thích lai lịch của Dương Diệp với hai người họ. Có điều bất kể là Dương Diệp hay là Vương Diễm và Thanh Minh, không ai hỏi về vấn đề này cả. Man ra. Man trưởng lão, Dương Man đó đã ra khỏi thành. Một người áo đen đứng trước mặt Man Uyên, cung kính nói. Nghe vậy, Man Uyên vốn đang ngồi đột nhiên mở mắt, định đứng lên thì lúc này người áo đen đó lại nói. Có điều hắn đi theo Minh Nữ Điện Hạ và một nam một nữ. Minh Nữ. Man Uyên nheo mắt, do dự một thoáng, lão ngồi lại. Lúc trước Minh Nữ đã giết cho Hà Gia, một thế gia vạn năm phải nguyên khí đại thương. Tuy Man Gia so với Hà Gia đó thì mạnh hơn một chút. Nhưng tuyệt đối cũng không chịu nổi sự dày vò của Minh Nữ này. Hơn nữa thân phận của Minh Nữ cực kỳ thần bí, ngay cả thánh đường cũng có chút kiêng kỵ, càng đừng nói tới một Man gia nho nhỏ của lão. Bất kể là thế nào, thù của Man Hy phải báo, Man thần giáp phải lấy lại. Ngươi lui xuống đi, lần này ta sẽ tự mình giải quyết. Man Uyên nói xong, cả người đã biến mất trong phòng. Chấm chấm chấm. Sau khi bay nửa canh giờ, Dương Diệp có chút đau đầu. Tốc độ của Minh Nữ quá nhanh, nhanh tới trình độ nào à? Nhanh đến mức như vận tốc âm thanh, mà chỗ yếu nhất của Dương Diệp chính là tốc độ, có điều cũng may, hắn dốc toàn lực vẫn miễn cưỡng theo được Minh Nữ. Có điều Dương Diệp biết rõ, kỳ thật Minh Nữ hẳn là bay chậm lại, bằng không hắn cho dù là dùng thiên nhai chỉ xích chỉ sợ cũng không theo kịp. Dương Diệp cũng phát hiện sự sau đó của Vương Diễm và Thanh Minh đó, bởi vì tuy tốc độ của hai người không nhanh bằng Minh Nữ. Nhưng lại vẫn theo sát sau Minh Nữ, hơn nữa nhìn bộ dạng hình như cũng không xuất toàn lực. Nói chung lúc này Dương Diệp là tụt lại sau cùng. Sau khi trải qua một ngày một đêm phi hành, bốn người tới một tòa cổ thành. Minh Nữ chỉ tòa cổ thành đó, nói. Thành này tên là Vô Danh, bên trong rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Trong thành cường giả vi tôn, không có bất kỳ trật tự gì. Nói đến đây. Nàng ta xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu gây chuyện ở đây sẽ khá là phiền toái, cho nên, sau khi vào thành ngươi đừng có đi loạn khắp nơi, phải theo ta, hiểu chưa? Dương Diệp mặt sầm xuống. Ta hay gây chuyện lắm à? Ta lo người khác sẽ chọc giận ngươi. Minh Nữ nói. Dương Diệp. Nghe thấy lời nói của Minh Nữ, Vương Diễm và Thanh Minh kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Ngụ ý của Minh Nữ bọn họ tất nhiên nghe. Đây cũng là chỗ khiến bọn họ kinh ngạc. Bởi vì nghe ý tứ của Minh Nữ chính là người trước mắt này rất nguy hiểm. Nhưng, người này lại khiến họ cảm thấy có chút bình thường. Minh Nữ không trực tiếp dẫn bọn họ bay vào Vô Danh Thành, mà là dẫn ba người Dương Diệp vào từ cửa thành. Cửa thành không có người gác, nhưng khoảnh khắc bốn người vừa tiến vào thành, một trung niên mập mạp để mình trần chắn trước mặt bốn người. Tê tê hiền vào thành, tiền vào thành, tiền không đủ thì lấy mạng ra trả. Trung niên mập mạp vươn bàn tay phải béo núng nính của hắn ra, cười một cách tham lam. Minh Nữ bấm tay búng một cái, một viên đá năng lượng siêu phẩm bay đến trước mặt tên mập. Nhìn thấy viên đá năng lượng siêu phẩm, trung niên mập mạp mắt trợn trừng, khóe miệng thậm chí còn chảy nước miếng. Khóe mắt hắn nhìn lướt qua đám người Minh Nữ, phát hiện nữ tử cầm đầu chỉ là tôn giả cảnh, còn cao nhất chỉ là hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Thế là, hắn vội vàng thu lại. Sau đó lại vươn tay phải về phía Minh Nữ, nói. Tiền vào thành, tiền vào thành, tiền không đủ thì lấy mạng. Vậy lấy mạng ngươi bù vào đi. Minh Nữ nói xong câu đó, đầu của trung niên mập trước mặt ba người Dương Diệp trực tiếp bay ra một cách quỷ dị. Dương Diệp lắc đầu, con người mà, thường đều chết vì lòng tham, còn cả vì sự ngu xuẩn nữa. Cách ăn mặc của Minh Nữ, vừa nhìn đã biết là không phải hạng lương thiện, nhưng tên mập này đòi xong lại còn đòi nữa. Đúng là không chết cũng lạ. Ai con mẹ nó dám giết người ở địa bàn của lão tử, chán sống rồi hả? Một tiếng giống giận dữ vang vọng, tiếp theo, một nam tử trên mặt xăm hình một con bò cạp độc dẫn một đám người xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Nhìn thi thể của tên mập, nam tử giận tím mặt,
đại đao trong tay chỉ thẳng vào Minh Nữ. Tiểu tiện nhân từ đâu đến, không biết quy củ ở địa bàn của Bưu gia ta sao? Ngươi có tin lão tử hôm nay cho người luân phiên hiếp ngươi không? Xong rồi. Lần này, không chỉ Dương Diệp lắc đầu, cho dù là Vương Diễm và Thanh Minh cũng lắc đầu. Cho dù thằng Ôn trước mắt này có 100 cái mạng cũng khí mà sống nổi. Nói năng lỗ mãng, đáng chết. Theo thanh âm của Minh Nữ vừa dứt, ngọc thủ của Minh Nữ khẽ nâng lên, đúng lúc này, một thanh âm gấp gáp vang lên. Điện hạ, thủ hạ lưu tình. Nhưng tay của Minh Nữ lại không dừng, chỉ nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, sau đó đầu của nam tử xưng là Bưu gia liền bay ra. Tốc độ của Minh Nữ rất nhanh, nhanh đến mức ở đây chỉ có ba người Dương Diệp là có thể thấy rõ, bởi vậy, khi đầu của Bưu gia bay ra, những người bên cạnh hắn hoàn toàn ngây đơ. Mà lúc này, một nam tử trung niên trông có chút trông giống Bưu gia xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy thi thể của Bưu gia, hai tay lập tức siết chặt, trên mặt lại xuất hiện một tia lệ khí. Mà Minh Nữ thì lại không quan tâm tới hắn, trực tiếp dẫn Dương Diệp đi vào trong thành. Điện hạ cứ như vậy mà đi à? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Minh Nữ dừng bước, nói. Ngươi thật sự muốn giữ ta lại à? Mặt nam tử trung niên run rẩy kịch liệt. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nói. Điện hạ xin cứ tự nhiên. Nhìn đám người Minh Nữ rời đi, sắc mặt của nam tử trung niên âm trầm đáng sợ, nhưng lại không dám nói những lời giữ Minh Nữ lại. Đi được một lúc, lông mày dần dần nhíu lại, bởi vì tòa vô danh này thật sự rất hỗn loạn, đi chưa được một lúc đã thấy có người chết thảm ở đầu đường. Trong lúc này cũng có người có chủ ý với bốn người bọn họ, có điều lại không ai dám xông lên, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Đối với những người hàng ngày liếm máu trên mũi đao để sống này, một người có nguy hiểm hay không, bọn họ có bản năng nhận diện được. Điện hạ tới đây để... Lúc này, nam tử mặc áo trắng đột nhiên hỏi. Dương Diệp và Thanh Minh cũng nhìn về phía Minh Nữ, đối với việc Minh Nữ vì sao đến đây, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Gặp một thần phù sư, mượn chút đồ để phòng thân. Minh Nữ nói. Thần phù sư. Dương Diệp dùng mình. Hắn không ngờ thánh địa này có thần phù sư trong truyền thuyết, hắn cũng là phù văn sư, bởi vậy biết thần phù sư có nghĩa là gì, đó chính là tồn tại khủng bố có thể dùng thiên địa làm phù. Không chỉ Dương Diệp, cho dù là Vương Diễm và Thanh Minh ở bên cạnh cũng chấn kinh, Vương Diễm nói. Điện hạ, thánh địa ta có thần phù sư à? Minh Nữ lắc đầu, nói. Vốn là không có, tóm lại, hắn là thần phù sư duy nhất ở thế giới này. Hắn không thích tiếp xúc với người ngoài lắm, các ngươi chờ ta ở đây nhé. Nói xong, nàng ta lại nhìn lướt qua Dương Diệp, nói. Thế lực nơi này rắc rối phức tạp, bán thánh lại nhiều vô số, đừng làm bừa. Nói xong, thân hình Minh Nữ khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Dương Diệp. Ta đi dạo một chút. Vương Diễm bỏ lại những lời này, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Mà Thanh Minh đó thì không nói gì cũng biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhún vai, nhìn lướt xung quanh, ở một bên đường cách hắn không xa có chút náo nhiệt, bởi vì nơi đó có một số người ở đang bày hàng. Nhàm chán lại thêm tò mò, Dương Diệp đi tới. Dạo một vòng, Dương Diệp đột nhiên dừng lại trước quầy hàng của một lão già, trong quán của lão già chỉ bày một hộp kiếm màu đen, có điều đỉnh hộp kiếm này giống như bị lợi khí gì đó gọt qua, lộ ra một cái lỗ. Dương Diệp nhìn kỹ, chuẩn bị vươn tay ra sờ thì lúc này một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tới hắn, tay Dương Diệp ngừng lại, nhìn về phía lão già lạnh lùng nói. Chỉ được xem, không được sờ. Bán thánh. Dương Diệp không ngờ, lão già trước mắt này lại là cường giả bán thánh. Xem ra Minh Nữ này không gạt ta, nơi này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Diệp gật đầu, thu tay lại, nói. Thứ này bán thế nào? 10 vạn điểm thánh đường tích phân, hoặc là 30 vạn viên đá năng lượng cực phẩm. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Người thông minh không nói vòng vo, thứ này của ngươi không tồi, nhưng người cũng thấy đấy, mà không được hoàn chỉnh, căn. Bản không đáng với cái giá đó. 2.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, người đồng ý thì ta mua. Người có đa năng lượng siêu phẩm. Lão già kinh ngạc nói. Bình thường là một viên đá năng lượng siêu phẩm đổi được 100 viên đá năng lượng cực phẩm, nhưng căn bản là có cầu mà không có cung. Từ một số thế lực buôn bán ra,
rất ít có người nguyện ý lấy đá năng lượng siêu phẩm ra để đổi đá năng lượng cực phẩm, cho nên giá trị thật sự của đá năng lượng siêu phẩm không chỉ có tỷ lệ đó. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta không thích mặc cả, đồng ý thì thành giao. Lão già do dự một hồi, khi lão muốn gật đầu thì lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền một thanh âm. Ta trả 2.100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp và lão già theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nam tử này, chân mày Dương Diệp cau lại, bởi vì nam tử này chính là nam tử lúc trước ở cửa thành thiếu chút nữa thì phát sinh xung đột với Minh Nữ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nói. 2.500. Lão già mừng rỡ, chuẩn bị gật đầu thì nam tử trung niên đó lại nói. 3.000. Xong, hắn còn cố ý liếc Dương Diệp một cái. Dương Diệp xoay người nhìn nam tử trung niên, trong mắt ánh ra lửa giận, nói. Lão tử trả 5.000. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói. 6.000. 7.000. Dương Diệp nhìn chằm chằm nam tử trung niên, mặt đã biến thành đỏ bừng, ngực thì phập phồng kịch liệt, bộ dạng như muốn đấu với người tới cùng. Lão già đã cười tâu toét. 8.000. Nam tử trung niên nói xong, còn cố ý nhìn Dương Diệp với vẻ khiêu khích. Ngay khi lão già cho rằng Dương Diệp muốn hét 9.000 thì Dương Diệp lại nhún vai, hờ hững nói. Ngươi thắng rồi, chúc mừng. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Mặt nam tử trung niên trong nháy mắt biến thành màu gan lợn. Đứng lại. Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ hét lên. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn nam tử trung niên, nói. Minh nữ bắt nạt ngươi, ngươi không đi tìm nàng ta tính sổ lại tới tìm ta. Có phải cảm thấy ta trông thật thà dễ bắt nạt lắm đúng không? Ngươi dám đùa giỡn ta. Người trung niên nhìn chằm chằm Dương Diệp, sát ý trong mắt không hề che giấu. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Tự ngươi ngu thôi, trách gì được ta. Ngươi muốn chết. Người trung niên vừa muốn động thủ thì lúc này lão già ở bên cạnh cản hắn lại, nói. Chuyện giữa cho ngươi lão phu không muốn tham gia, ngươi đã trả giá 8.000 thì trả tiền đi. Thứ này ta không cần. Người trung niên lạnh lùng nhìn lão già, nói đùa à, thứ chỉ đáng giá 2.000 đá năng lượng siêu phẩm, bắt mình bỏ ra 8.000 để mua. Tưởng mình là hạng coi tiền như rác à. Ngươi có phải chúng cảm thấy lão phu dễ nạt lắm phải không? Sắc mặt lão già trầm xuống. Người trung niên mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói. Lão già, đừng tưởng rằng ngươi là bán thánh thì ta đi sợ nhé, lão tử là người của Vô Cực Minh. Người con mẹ nó dám động tới ta à? Vô Cực Minh. Nghe thấy ba chữ này, mọi người đang vây xem ở bên cạnh lập tức hít một hơi lạnh, rất nhiều người trực tiếp xoay người bỏ đi. Toàn bộ Vô Danh Thành, có 4 thế lực lớn, mạnh nhất là phủ thành chủ của Vô Danh, còn lại phân biệt là Vô Cực Minh, Thích Khách Minh, Thần Phù Hội. 4 thế lực lớn này phân chia toàn bộ Vô Danh Thành, phân biệt chiếm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc. Đương nhiên, đây chỉ là thế lực ngoài sáng của thành, ở thành còn có rất nhiều thế lực trong tối. Có điều phần lớn đều khá là nhún mình. Đối với tán tu hoặc là người không có bối cảnh mà nói, 4 thế lực lớn này là vạn lần không thể chọc vào, không chỉ bởi vì người ta đông người, còn bởi vì thực lực của người ta cũng mạnh. Một bán thánh ở trước mặt bất kỳ một mặt thế lực nào trong 4 thế lực lớn này đều là hoàn toàn không đáng để vào mắt. Quả nhiên sau khi nghe thấy người trung niên báo ra thân phận, sắc mặt lão già có chút khó coi. Một lúc sau, lão đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu hắn đã không cần thì chính là của ngươi, giảm giá cho ngươi, tính ngươi 6.000 viên đá năng lượng siêu phẩm thôi. Khóe miệng nam tử trung niên lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó thì nhìn về phía Dương Diệp với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Dương Diệp đang chuẩn bị xem kịch ngẩn người, hắn không ngờ lão già này lại làm vậy, đây là bỏ quả hồng cứng chọn quả hồng mềm mà. Ngươi có phải cũng thấy ta dễ bắt nạt không? Dương Diệp nhìn lão già nói. Lão già liếc Dương Diệp một cái, lạnh lùng nói. Hắn không cần thì tất nhiên chính là của ngươi, lúc trước chính ngươi ra giá 7.000, ta không ép ngươi. Còn nữa người trẻ tuổi, không phải lão phu không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không cần vậy thì chính là trêu chọc lão phu rồi, trêu chọc lão phu thì sẽ phải trả một cái giá cực lớn đó. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi đây là muốn giở trò lưu manh với ta phải không? Trong cơ thể lão già đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế bao phủ lấy Dương Diệp, sau đó âm trầm nói. Người trẻ tuổi,
cho ngươi cơ hội cuối cùng, bằng không tự gánh giấy hậu quả. Dương Diệp nhìn rõ rồi, người ta là trắng trợn muốn bắt nạt hắn. Cho nên hắn không nhiều lời, man thần giáp trong nháy mắt xuất hiện trên người, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Lão già biến sắc, lão không ngờ tên gia hỏa chỉ là hoàng giả cảnh ở trước mắt này cũng dám ra tay với lão. Lão càng không ngờ tốc độ ra quyền của đối phương không ngờ là lại nhanh như vậy, thế cho nên lão chỉ có thể ra quyền đón đỡ. Khoảnh khắc quyền đầu của lão già và quyền đầu của Dương Diệp tiếp xúc, sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi, muốn thu quyền, nhưng đã không còn kịp rồi. Bùm! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão già trực tiếp bay vút ra sau, hơn nữa mọi người còn loáng thoáng nghe thấy một tiếng rắc nho nhỏ. Một hoàng giả cảnh, một quyền đánh bay một cường giả bán thánh. Mọi người ngây ra như phỗng, nhìn Dương Diệp đứng trong sân với vẻ bất khả tư nghị. Ngay cả người trung niên lúc này cũng ngây ngốc, hắn không ngờ, tên gia hỏa chỉ là hoàng giả cảnh tam phẩm này có thể một quyền đánh bay một bán thánh. Giả heo ăn thịt hổ. Bất kể là gì, trong lòng người trung niên đã có ý rút lui. Lúc trước sở dĩ tìm đến Dương Diệp gây phiền toái, nguyên nhân chủ yếu là vì Minh Nữ, đệ đệ của hắn bị Minh Nữ giết chết, hắn tất nhiên trong lòng có oán khí. Nhưng hắn biết rõ thân phận và thực lực của Minh Nữ, đừng nói hắn, cho dù là chủ tử sau lưng hắn cũng không nhất định dám tìm Minh Nữ gây chuyện, bởi vậy hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp hắn không nhịn được nữa. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp chỉ có thực lực hoàng giả cảnh, hơn nữa Minh Nữ lại không ở bên cạnh. Nhưng hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Người có thể đi cùng với Minh Nữ, sao có thể là kẻ yếu? Chỉ là, một quyền đánh bay bán thánh. Không khỏi cũng quá điên cuồng rồi. Dương Diệp vươn tay ra vẫy một cái, hộp kiếm không hoàn chỉnh trên mặt đất bay đến tay hắn. Nhìn hộp kiếm trong tay, Dương Diệp lắc đầu, nói. Vốn ta trả ngươi tiền, nhưng ngươi lại không muốn, cứ thích tặng không cho ta, ta có thể nói, ngươi đúng là một người tốt. Ngươi! Lúc này, lão già bán thánh ở cách đó không xa thiếu chút nữa thì tức giận tới phun máu, lão nhìn Dương Diệp với vẻ căm tức, tay phải đang run nhẹ nhẹ. Nhưng lại không dám xuất thủ, lão không ngốc, người trước mắt này có thể một quyền đánh bay lão, không chỉ lai lịch của bản thân hay là hậu trường khẳng định đều cực kỳ khủng bố. Làm không khéo thì dễ gây ra tai họa. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão già, nói, sao, ngỏi còn muốn tặng ta đồ gì nữa à? Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, xoay người bước đi, lần này, lão coi như gặp xui. Tuy lúc trước lão bị một kích đánh bay, cũng hơi bị thương. Nhưng lão biết rõ, đó là bởi vì do lão lơ là, lão nếu xuất thủ thì có lòng tin hạ được đối phương. Nhưng lão không làm vậy, bởi vì lão không muốn đánh trẻ thì già ra mặt. Dương Diệp cũng không đuổi theo lão già đó, tuy hắn ỷ vào man thần giáp hơn nữa xuất kỳ bất ý đánh bay được đối phương, nhưng hắn không cho rằng mình có thể giết chết được một bán thánh, đuổi theo đối phương hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Sau khi thu lại man thần giáp và hộp kiếm, Dương Diệp xoay người bước đi. Hắn cũng không gây chuyện với người trung niên bên cạnh, bởi vì hắn nghĩ một lúc, thấy bớt đi một chuyện thì tốt hơn. Người trung niên ngây ra, thằng ôn trước mắt này không tìm mình gây phiền toái. Cứ vậy bỏ đi à. Đúng lúc này, từ xa có một đám người đi tới. Vô Cực Minh làm việc, người không liên quan cút sang bên, trong vòng 10 hơi thở, còn để lão tử nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nào thì đừng phách đao ta vô tình. Một nam tử xách đại đao cầm đầu gầm lên. Người chung quanh vốn đang xem kịch lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trần Phách Đao. Nhìn thấy nam tử vác đao, nam tử trung niên hơi ngẩn ra, vội vàng đi tới, nói. Phách Đao, sao ngươi lại tới đây? Trương Liễu, có huynh đệ nói đệ đệ ngươi bị người ta giết, con mẹ nó ai dám ở địa bàn của Vô Cực Minh chúng ta đụng đến người của Vô Cực Minh. Lão tử dẫn một đám huynh đệ tới báo thù cho ngươi đây. Trần Phách Đao nhìn lướt chung quanh, nói. Là ai giết, hôm nay lão tử sẽ một đao chém chết hắn. Trương Liễu lắc đầu, nói. Bỏ đi. Sự khủng bố của Minh Nữ hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đừng nói đệ đệ hắn bị giết, cho dù là đệ đệ của Minh Chủ bị giết chỉ sợ Minh Chủ cũng chỉ có thể nhịn. Sao có thể nhịn được chứ? Trần Phách Đao giận dữ hét. Ở địa bàn của Vô Cực Minh giết chúng ta người của Vô Cực Minh, đây là không nể mặt chúng ta. Đây là đang đánh vào mặt chúng ta, nếu truyền ra, Vô Cực Minh chúng ta sẽ bị người ta nhạo báng. Cho nên, đây không phải là chuyện của một mình ngươi, đây là chuyện của toàn bộ Vô Cực Minh chúng ta. Trương Liễu lắc đầu,
đang muốn nói gì đó thì lúc này một thanh niên bên cạnh Trần Phách Đao đột nhiên chỉ vào Dương Diệp ở xa xa, nói. Trần Hộ Pháp, hắn chính là người đã giết đệ đệ của Trương Liễu, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, là hắn đó. Trần Phách Đao nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Cản hắn lại cho ta. Mọi người ở bên cạnh hắn thân hình khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó bao vây lấy Dương Diệp. Thấy thế, Trương Liễu vội vàng, nói. Phách Đao, nghe ta, bỏ qua việc này đi. Tuy không biết người trước mắt này là ai, nhưng người có thể một quyền đánh bay một bán thánh, có thể là một nhân vật đơn giản sao? Lại nói, đối phương là cùng một nhóm với Minh Nữ. Lúc này trong lòng hắn thật sự có chút hối hận vì lúc ấy không nhịn được mà tìm tới gây phiền toái. Thối lắm! Trần Phách Đao tức giận nhìn Trương Liễu, nói. Trương Liễu, người con mẹ nó có còn chứng không? Người ta giết đệ đệ đem ngươi rồi, ngươi không ngờ còn bảo vệ hắn như vậy, người có nghĩ tới đệ đệ ngươi không? Hắn ở trên trời có linh thiêng liệu có thể yên nghỉ hay không? Nghe vậy, Trương Liễu trầm mặc, nghĩ đến lúc trước đệ đệ hắn. Chết thảm, một tia lệ khí dần dần hiện lên trong mắt hắn. Trần Phách Đao lại nói. Không phải là lai lịch có chút bất phàm thôi sao? Sợ gì chứ, xảy ra chuyện lớn đến mấy ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi, ta không gánh được thì còn có ngàn vạn huynh đệ của Vô Cực Minh. Nói xong, Trần Phách Đao trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó nói, tiểu tử, bất kể ngươi là ai, giết người của Vô Cực Minh ta thì phải trả một cái giá cực đắt. Hôm nay lão tử sẽ phân thây ngươi thành ngàn khối, để thế nhân biết rằng Vô Cực Minh ta không phải là ai cũng có thể bắt nạt. Dương Diệp xòe tay, nói, đệ đệ hắn không phải ta giết, các ngươi tìm ta là tìm sai người rồi. Không tin thì ngươi hỏi người bên cạnh ngươi đi, hỏi hắn xem, đệ đệ hắn có phải là ta giết hay không. Trần Phách Đao quay đầu nhìn về phía Trương Liễu, mà lúc này, thanh niên bên cạnh đó lại nói. Trương Biểu không phải do hắn giết, mà là một nữ tử giết, nhưng và nữ tử đó là cùng một bọn. Phách Đao nhìn về phía Dương Diệp gật đầu, nói. Kỳ thật hắn nói cũng đúng, chúng ta tạm thời quả thật được tính là một nhóm. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, người giết đệ đệ hắn là nàng ta, vậy các ngươi nên tìm nàng ta mới đúng, ngươi nói xem có đúng không? Ngươi chết chắc rồi, coi như là để báo thù cho đệ đệ của ta. Lúc này, Trương Liễu đột nhiên gằn giọng nói. Hắn biết rõ, tìm Minh Nữ, vậy thì bất kể là như thế nào là cũng không được, nếu như vậy, chỉ có thể tìm người trước mắt này. Bởi vì lai lịch của đối phương có lớn đến mấy cũng tuyệt đối không thể lớn bằng Minh Nữ. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nổi giận, nói. Ngươi có phải thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt, cho nên ngươi ra sức mà bắt nạt đúng không? Lúc này, cổ tay Phách Đao đột nhiên khẽ động, đại đao chỉ thẳng vào Dương Diệp, giận dữ hét. Lão tử bắt nạt ngươi đó, ngươi con mẹ nó làm được gì nào? Trần Phách Đao vừa mới dứt lời, hai mắt hắn lập tức trợn lên, mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, bởi vì một bàn tay đã bóp lấy cổ hắn. Tất cả mọi người có mặt nhìn một màn trước mắt này với vẻ bất khả tư nghị. Dương Diệp tóm cổ Trần Phách Đao, khóe miệng nở một nụ cười, nói. Ngươi yếu như vậy thì làm sao mà bắt nạt ta được? Trong mắt Trần Phách Đao trừ vẻ dữ tợn ra thì còn có vẻ hoảng sợ. Hắn là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, nhưng khi người trước mắt này xuất thủ, hắn lại ngay cả nhìn cũng không thể nhìn rõ. Trời ơi, người trước mắt này là bán thánh sao? Ngươi dám giết người của Vô Cực Minh ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Trương Liễu cả giận nói. Rắc, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Đầu Trần Phách Đao nghẹo sang một bên, đã triệt để tắt thở. Dương Diệp thu tay lại, thản nhiên nhìn Trương Liễu, nói. Ta có chết hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là cho ngươi cơ hội sống NS dứt lời. Thân hình Dương Diệp khẽ động, nháy mắt đã tới trước mặt Trương Liễu, tay phải đột nhiên đánh một quyền về phía Trương Liễu. Trương Liễu biến sắc, hai tay chập vào nhau, vội vàng nghênh đón. Trương Liễu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng đâm vào một căn nhà mới dừng lại được. Chết rồi, ngươi không biết quý trọng, vậy thì ngươi chết đi. Một kích chết luôn. Huyền giả Vô Cực Minh còn lại hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy. Nói đùa à, giết cường giả hoàng giả cảnh như giết chó, ai dám động thủ nữa. Vỗ vỗ tay, Dương Diệp xoay người về lại chỗ cũ, sau đó lấy ra hộp kiếm không hoàn chỉnh đó. Hộp kiếm có màu đen sẫm.
quanh hộp kiếm rải rác những phù văn kỳ dị, mà ở đỉnh hộp kiếm có một góc không hoàn chỉnh, điều này khiến cho hộp kiếm này thật sự trông có chút khó coi. Công hiệu của hộp kiếm bình thường là để xếp kiếm trận, hoặc là tăng cường cho uy lực của kiếm. Dương Diệp sở dĩ coi trọng hộp kiếm này chủ yếu là bởi vì trực giác, cho tới sau khi nhìn kỹ hộp kiếm, phát hiện hộp kiếm này có chút bất phàm, không nói cái khác, chỉ sự cứng rắn của chất liệu hộp kiếm đã tốt hơn rất nhiều so với chất liệu của huyền bảo đạo cấp rồi. Ngoài ra, chính là phù văn bên trên hộp kiếm. Tuy hắn biết phù văn, nhưng cũng chỉ có thể coi như là hiểu được một hai, bởi vậy, công hiệu và tác dụng của phù văn bên trên hộp kiếm hắn căn bản đọc không hiểu, nhưng trực giác nói với hắn, thứ này không đơn giản, hơn nữa 2000 viên đá năng lượng siêu phẩm đối với hắn mà nói thì chẳng có gì là quan trọng, bởi vậy lúc trước hắn mới muốn mua. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại có được miễn phí. Ca ca, cho ta chút tiền đi, được không? Khi Dương Diệp đang cẩn thận xem xét hộp kiếm, một giọng nói trong trẻo, hơn nữa có chút yếu ớt từ sau lưng hắn chuyển đến, khiến cho con ngươi Dương Diệp hơi co rút lại, đồng thời còn nổi da gà. Nguy hiểm rất lớn. Đây không phải là trực giác của Dương Diệp, mà là cảnh báo đến từ Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp cảnh báo. Lần đầu tiên, Hồng Mông Tháp chủ động nhắc nhở hắn có nguy hiểm. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp sôi sục điên cuồng, dưới quần áo, long lân trong nháy mắt hiện lên. Dương Diệp chậm rãi xoay người, chỉ thấy một tiểu cô nương đang nhìn hắn với vẻ đáng thương. Tiểu cô nương khoảng chừng 10 tuổi, quần áo rách tả tơi, đầu tóc bẩn thỉu, trên mặt lại dính rất nhiều bùn đất. Quan trọng nhất là tiểu cô nương này không có tay, hai ống tay áo trống rỗng. Không nhìn ra cảnh giới của tiểu cô nương, hoàn toàn chính là tà tiểu cô nương bình thường. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ, chuyện không đơn giản như vậy. Tước tiên không nói tới cảnh báo của Hồng Mông Tháp, chỉ nói tiểu cô nương đi tới phía sau hắn từ lúc nào mà hắn không ngờ lại không hề phát hiện ra. Không chỉ như vậy, giống như hiện tại, thần thức của hắn vẫn không cảm giác được sự tồn tại của tiểu cô nương. Trong lòng Dương Diệp rất rung động, bởi vì, cho dù là bán thánh, cũng không thể vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn như vậy được. Càng không thể khiến Hồng Mông Tháp chủ động phát ra cảnh báo. Ca ca, cho ta chút tiền đi, được không? Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp, giọng nói ôn nhu yếu ớt, bộ dạng yếu đuối. Dương Diệp do dự một thoáng, lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm rồi đặt ở dưới đất. Tiểu cô nương nhìn viên đá năng lượng siêu phẩm đó, sau đó nói. Ít quá, nhân nhân ăn không đủ no. Dương Diệp lại lấy 10 viên đá năng lượng siêu phẩm nữa đặt xuống đất. Tiểu cô nương tên là nhân nhân lắc đầu, nói. Vẫn không đủ ăn. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, lần này, hắn trực tiếp lấy ra 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Nhân nhân tiếp tục lắc đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, trực tiếp gây ra 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm, sau đó ôn nhu nói. Tiểu muội muội. Ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đương nhiên, ngươi khẳng định cũng không dễ dàng, nếu mọi người chúng ta đều không dễ dàng, vậy đừng làm khó đối phương, được không? Lúc này Dương Diệp trong lòng đã nhỏ máu, trong đời lần đầu tiên bị lừa như vậy. Hắn có nghĩ tới là không cho tiểu cô nương, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho. Hồng Mông Tháp tự mình cảnh cáo hắn, vậy có nghĩa là, tiểu cô nương trước mắt này tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Phải biết rằng, lúc trước khi Lục Ngôn xuất thế, Hồng Mông Tháp không hề đã cảnh cáo. Hơn nữa này tiểu cô nương không ngờ có thể sống sót ở thành này, dùng mông để nghĩ cũng biết, tiểu cô nương này không phải là một mặt hàng đơn giản. Tiêu tiền để tiêu tai. Đối với Dương Diệp mà nói, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết vậy thì tận lực đừng động võ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh không lại đối phương. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói. Ca ca, ngươi cho ta 5000 được không? Ngươi là đồ tham lam. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, thiếu chút nữa thì lắc đầu. Nhưng hắn cuối cùng lại hay vẫn không lắc đầu, bởi vì lần này, Hồng Mông Tháp lại phát ra cảnh cáo với hắn. Không chỉ Hồng Mông Tháp, cho dù là Chồn Tía cũng phát ra cảnh cáo. Dương Diệp biết, lớn chuyện rồi. Hắn điều tra trong cơ thể, phát hiện đá năng lượng siêu phẩm chỉ còn lại không đến 1 vạn. Lần này, tuy Dương Diệp lòng đau như cắt, nhưng lại không do dự. Trực tiếp lấy ra thêm 4000 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở trước mặt, nói. Này, cho ngươi đó. Nhìn thấy một đống đá năng lượng siêu phẩm chất như một ngọn núi nhỏ, khóe miệng tiểu cô nương lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, đột nhiên, nàng ta nhíu mày. Ca ca, nhiều quá, ta không đựng hết được.
Chuyện nhỏ. 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm còn đem cho được thì một cái nạp giới có tính là gì? Dương Diệp lấy ra một cái nạp giới, đổ đá năng lượng siêu phẩm vào trong, sau đó nói. Ngươi xem, hiện tại có phải là được rồi không? Nhưng Nhân Nhân không có tay. Nhân Nhân nói. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dương Diệp lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi buộc nạp giới vào, sau đó nói. Ngươi có thể đeo nó ở cổ. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói. Ca ca, ta không có tay, người đeo vào giúp ta, được không? Dương Diệp. Tâm tình của Dương Diệp lúc này thật sự là khó có thể dùng lời nói để dung, bị cướp thì cũng thôi đi, còn cướp xong rồi lại bắt hắn phải phục vụ. Thật sự là một trải nghiệm chưa từng có từ lúc sinh ra đến nay. Dương Diệp có chút do dự. Tiểu cô nương trước mắt này là nhân vật nguy hiểm, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ, bởi vậy, HD án luôn bảo trì khoảng cách với tiểu cô nương, sợ đột nhiên xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, nếu giúp tiểu cô nương này đeo nạp giới, vậy có nghĩa là hắn phải tiếp cận tiểu cô nương này, xê khoảng cách gần như vậy. Ca ca, đeo hộ ta đi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, mình đúng là càng lúc càng lo xa. Nhục thân của mình cộng với Long Lân, cho dù là một kích toàn lực của bán thánh cũng không thể giết được mình, tiểu cô nương trước mắt này cho dù xuất thủ, có thể giết được mình sao? Trừ phi nàng ta là thánh giả cảnh, nếu nàng ta là thánh giả cảnh. Vậy chỉ có thể nói là thật sự gặp hạn rồi. Dương Diệp không do dự, đi tới trước mặt tiểu cô nương, sau đó cầm sợi dây hồng trong tay quàng qua cổ nàng ta. Ca ca, ngươi là người tốt. Tiểu cô nương nói. Tay Dương Diệp hơi khựng lại, 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, đổi lấy một danh hiệu người tốt. Lắc đầu, Dương Diệp buộc dây đổ lên cổ tiểu cô nương. Lúc này, tiểu cô nương lại nói. Ngươi còn rất rộng rãi nữa, ngươi không chỉ cho Nhân Nhân tiền, còn cho Nhân Nhân nhiều như vậy, Nhân Nhân có thể được ăn trong nhiều ngày rồi. Không giống những người khác, không chỉ không cho ta, còn muốn đánh ta nữa, cho dù cho thì cũng rất keo kiệt, Nhân Nhân ăn không đủ no. Nghe thấy lời nói của tiểu cô nương, Dương Diệp có chút buồn cười, thuận miệng hỏi. Bọn họ không cho ngươi, còn đánh ngươi, vậy ngươi làm thế nào? Thì ta ăn họ. Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, non nót nói. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, một lúc sau, yết hầu hắn giật giật, nói. Ngươi ăn thật à? Nhân Nhân gật đầu, nói. Đúng vậy, đáng tiếc là ăn bọn họ không ngon. Nói xong. Nàng ta đột nhiên đến gần Dương Diệp, mũi ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra sắc thái tham lam, nói. Ca ca, ta cảm thấy thịt của ngươi ăn ngon hơn thịt bọn họ. Ừ, chỉ là da hơi dày, so với những lão nhân tự xưng là bán thánh gì đó thì còn dày hơn. Có điều không sao, rằng ta khỏe lắm, có thể xé được. Lông tóc cả người Dương Diệp dựng đứng, trên mặt lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Ăn thịt người, còn là bán thánh. Hơn nữa nghe khẩu khí này thì hình như là không chỉ ăn có một vị. Dương Diệp biết, bản thân hắn gặp phải yêu nghiệt chân chính. Rồi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ngươi sẽ không ăn ta chứ, đúng không? Ta vốn là muốn ăn mà. Tiểu cô nương nói. Dương Diệp. Tiểu cô nương lại nói. Nhưng ca ca khác với những người khác, không chỉ không mắng ta, không đánh ta. Còn cho ta nhiều đồ như vậy. Cho nên, ta không ăn người. Ca ca, ta phải đi đây, tái kiến. Nói xong, tiểu cô nương xoay người đi về xa xa. Đúng lúc này, một nắm tử áo hoa mang theo một đám người từ xa đi tới. Nhóm người này thực lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, tuy là đang đi, nhưng so với tốc độ ngựa chạy thì còn nhanh hơn. Rất nhanh, nhóm người này muốn đánh tiểu cô nương đó, Dương Diệp biến sắc, đang muốn xuất thủ. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến Dương Diệp đứng đờ tại chỗ, giống như hóa đá. Tiểu cô nương vẫn cứ đi, mà đám người kia cũng không dừng, cứ như vậy, bọn họ càng lúc càng gần. Rất nhanh, một đám người đụng trúng tiểu cô nương, nhưng vấn đề xuất hiện rồi. Bởi vì tiểu cô nương vẫn đi về phía trước. Cứ như vậy, tiểu cô nương xuất hiện ở phía sau đám người kia, sau đó thì chậm rãi bước đi, mà đám người kia thì đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta là Ninh Quân. Phó minh chủ của Vô Cực Minh, Trần Phách Đao và Trương Liễu là ngươi giết à? Dương Diệp chỉ vào tiểu cô nương ở xa xa, sau đó nhìn Ninh Quân, nói. Ngươi không nhìn thấy tiểu cô nương đó à? Tiểu cô nương,
Ninh Quân thuận theo tay Dương Diệp mà nhìn, ở đó không có một bóng người nào. Sắc mặt Ninh Quân trầm xuống, quay đầu nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi đang trêu ta à? Ngươi là bán thánh mà, ngươi thật sự không nhìn thấy à? Dương Diệp lại hỏi, thanh âm khẽ run rẩy. Sắc mặt Ninh Quân triệt để trầm xuống, tiểu tử, nơi đó trừ không khí ra thì chẳng có gì cả, đầu óc ngươi hỏng rồi à? Dương Diệp nhìn tiểu cô nương vẫn đang bước đi ở xa xa, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, gặp quỷ rồi. Lần này, bốn người minh nữ không hẹn mà cùng dừng chân. Thấy thế, trên mặt Man Lịch lại hiện ra vẻ hưng phấn, nói tức rồi à? Tức thì tốt, nào đến đây, chúng ta chơi với nhau một lúc. Các người không chơi nổi đâu, minh nữ mở miệng lên tiếng. Tội ác chi thành, một. Tiểu cô nương rõ ràng là đang ở đây, nhưng những người trước mắt này lại không nhìn thấy. Vì sao? Vì sao mình lại thấy được, mà Ninh Quân ở trước mắt là bán thánh lại không nhìn thấy? Dương Diệp vô cùng nghi hoặc. Người của vô cực minh ta là người giết à? Lúc này, Ninh Quân lại nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Giết hai người. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Ninh Quân trầm giọng nói. Có bản sự thì ngươi có thể thử. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Ninh Quân biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đang bồng bềnh ở cách đó không xa. Có bản sự thì ngươi có thể thử. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ, Ninh Quân biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đang bồng bềnh ở cách đó không xa. Người tới chính là minh nữ. Nhìn thấy minh nữ, Ninh Quân đầu tiên là nhướng mày, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, trong mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là minh nữ. Ta cũng giết người của vô cực minh ngươi có muốn giết luôn cả ta không? Minh nữ nói. Sắc mặt Ninh Quân trầm xuống, nói. Minh nữ điện hạ, vô cực minh ta và ngươi không oán không cừu, không biết điện hạ vì sao muốn xuất thủ với người của vô cực minh. Bọn họ đáng chết. Minh nữ không giải thích nhiều. Ngươi nếu muốn báo thù cho bọn họ thì cứ xuất thủ. Minh nữ điện hạ không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi. Ninh Quân ầm trầm nói. Minh nữ lần này lại mặc kệ hắn, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đi thôi. Nói xong, minh nữ xoay người rời đi. Dương Diệp lắc đầu, cố nén nghi hoặc và khiếp sợ lúc trước ở trong lòng, đi theo nàng ta. Nhìn Dương Diệp cùng minh nữ rời đi, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Ninh Quân, hai tay hắn buông lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng, Ninh Quân không động thủ, mà dẫn người phía sau hắn xoay người rời đi. Ngươi lại gây họa rồi. Trên đường, minh nữ nói. Dương Diệp nói. Ta nói không phải ta chủ động gây ra thì người có tin không? Minh nữ gật đầu, nói. Ta tin. Ặc. Dương Diệp hơi kinh ngạc. Ngươi tin thật à? Minh nữ gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Minh nữ ngừng lại, trầm mặc một lúc sau đó nói. Nếu ngươi là loại người chủ động thích gây thì ta sẽ không tới tìm ngươi. Ở thế đạo này, giết người là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì luôn luôn rất nhiều chuyện. Rất nhiều người sẽ quấn lấy ngươi, giống như chuyện ở cửa thành lúc trước vậy. Cho nên giết người là một chuyện rất bình thường, nhưng ta không thích loại người thích chủ động gây chuyện. Dương Diệp nhìn minh nữ, nói. Ngươi khiến ta có chút bất ngờ đấy. Ngươi cũng khiến ta bất ngờ. Minh nữ nói. Hai người đều có ẩn ý trong lời nói. Hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm. Minh nữ bỗng nhiên nói. Vì sao? Minh nữ nói. Thứ ta cần tên thần phù sư kia tạm thời không có. Bởi vậy hắn bảo chúng ta đợi một tối. Đêm nay không ra khỏi thành, ở đây phải cẩn thận đó. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cho dù đối mặt với bán thánh cũng có sức đánh một trận, nhưng ở đây rất nhiều chuyện nằm ngoài phạm vi lý giải của ngươi. Dương Diệp gật đầu, thầm công nhận, nhân nhân đó có thể không phải bán thánh, nhưng nàng ta so với bán thánh còn khủng bố hơn. Đúng rồi, Vương Diễm và Thanh Minh đâu? Bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Minh nữ nói. Không sao, cho dù gặp phải nguy hiểm, với thực lực của bọn họ, muốn tự bảo vệ mình vẫn dư sức. Hơn nữa, hai người bọn họ tính tình khá là ôn hòa, không thích đánh đánh giết giết. Dương Diệp. Minh nữ nói. Chỗ bất đồng giữa ngươi và họ chính là bọn họ biết thu tay, mà không thì không, không chỉ không biết,
còn luôn phóng tay mà giết. Cho nên, cho dù họ gặp phải phiền toái, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng ngươi, ngươi gặp phải phiền toái, khả năng sẽ khiến phiền toái vốn là phiền toái nhỏ biến thành phiền toái lớn. Tính tình của ngươi nên sửa. Dương Diệp cười cười, nói. Đa tạ lời khuyên. Minh nữ ngừng lại, nhìn một tòa tháp cao trước mặt, nói. Chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tháp cao chừng 10 tầng, ở giữa có khắc ba chữ to, phù đồ tháp. Đi thôi. Minh nữ bước vào. Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Hai người tiến vào tầng thứ nhất, cách hai người không xa có một quầy đá, ngồi sau quầy đá là một lão già tóc trắng, lão già tựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ, bộ dạng như đang ngủ. Vào cửa là 10 viên đá năng lượng cực phẩm. Vào phòng tu luyện ở tầng 2 là 200 viên, tầng 3 là 300 viên, tầng 9 là 900 viên. Lão già nói chuyện nhưng không hề mở mắt. Minh nữ bấm tay búng một cái, 180 viên đá năng lượng cực phẩm bay đến trên bàn trước mặt lão già. Lão già lúc này mới mở mắt, tay phải ném đi, hai chiếc chìa khóa bay đến trước mặt Minh nữ và Dương Diệp. Bên trên viết số phòng, tự dựa theo số mà vào là được. Minh nữ nhân chìa khóa. Dẫn Dương Diệp đi lên trên lầu. Vô danh này rốt cuộc là tồn tại gì? Trên đường, Dương Diệp hỏi, đi tới vô danh này, cảm giác đầu tiên của hắn chính là loạn, sau đó thì chính là quỷ dị, ở đây khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Nơi này là thiên đường của rất nhiều người, bởi vì ở đây không có trật tự, không có quy tắc, người chỉ cần có thực lực, người có thể làm những gì mà mình muốn làm. Tuy nơi này có thể lực, nhưng thế lực ở nơi này đổi mới như ăn cơm vậy. Ví dụ như vô cực minh đó, một tháng trước không có vô cực minh. Minh nữ nói, thánh đường mặc kệ à? Dương Diệp hỏi. Không phải mặc kệ mà là không quản được. Minh nữ nói. Dương Diệp nheo mắt, nói. Thánh đường cũng không quản được. Thánh đường ở thánh địa đại biểu cho thế lực của nhân tộc. Cổ thánh thành mặc dù có rất nhiều thế lực, nhưng nói đến cùng, những thế lực này đều chịu sự quản hạt của thánh đường. Giờ đương nhiên. Trong thánh đường có rất nhiều trưởng lão và nhân vật thực quyền, cũng có bóng dáng của những siêu cấp siêu cấp. Có điều, sự tồn tại của thánh đường hơn xa tất cả thế gia, xê điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì thánh đường có thánh chủ và hai đại chí tôn. Đặc biệt là thánh chủ, đó là cường giả siêu cấp đệ nhất được toàn bộ thánh địa công nhận. Bởi vậy, thánh đường có mệnh lệnh, bất kỳ thế lực nào của nhân tộc cũng phải vâng theo. Thánh đường ở toàn bộ thánh địa, chính là thế lực mạnh nhất. Mà hiện tại Minh Nữ lại nói thánh đường không quản được vô danh thành này, điều này khiến cho Dương Diệp rất nghi hoặc cùng tò mò. Minh Nữ trầm mặc một lúc, sau đó nói. Nơi này còn có một cái tên là tội ác chi thành. Nói đến đây, nàng ta ngừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp, rất nghiêm túc nói. Ta lúc trước không cho ngươi đi gây chuyện, không phải sợ người chọc phải loại thế lực như vô cực minh, mà là sợ người chọc phải người và thế lực không nên dây vào. Nói đến đây, Minh Nữ tại im lặng. Thấy thế, Dương Diệp cười khổ, nói. Ê, đừng có chỉ nói nửa vời như vậy, câu dẫn khẩu vị của người ta là không tốt đâu. Nơi này, có rất nhiều người, không phải người bản thổ của huyền giả đại lục. Bọn họ đến từ thiên ngoại thiên. Minh Nữ trầm giọng nói. Thiên ngoại hiên. Dương Diệp biến sắc, nói. Sao có thể, người của thiên ngoại thiên có thể dễ dàng đến thế giới này của chúng ta à? Minh Nữ nói, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là người xuống không thể là thánh giả. Bọn họ vì sao muốn tới đây? Dương Diệp hỏi, bọn họ không phải tự mình muốn tới, đại đa số người đều bị coi là tù phạm dưu đày đến đây, hoặc là bị cửu gia hãm hại mà đến đây. Tóm lại, bất kể là nguyên nhân gì, kết cục của bọn họ đều định trước là bi thảm. Minh Nữ nói, phiến thiên địa này giam giữ huyền giả nghịch chủng. Mà người bên trên là muốn dùng phiến thiên địa này để triệt để mai táng huyền giả nghịch chủng. Mà bọn họ chính là đến để chôn cùng huyền giả nghịch chủng, không chỉ bọn họ, còn có hàng tỷ sinh linh có thể đều là bồi táng. Các ngươi cam nguyện bồi táng à? Dương Diệp bỗng nhiên nói, đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, bởi vì nếu thiên địa sụp đổ, tuy huyền giả nghịch chủng sẽ chết, nhưng chẳng lẽ người của thánh địa không phải sẽ chết theo sao? Có một con đường sống. Minh Nữ nói, chỉ cần huyền giả nghịch chủng chết trước khi thiên địa sụp đổ thì như vậy vẫn có số ít người có thể sống sót. Nhưng huyền giả nghịch chủng là giết không chết.
Dương Diệp trầm giọng nói. Minh Nữ nói. Trước kia quả thật là thế, nhưng hiện tại thì khác rồi, qua một đoạn thời gian nữa, bất tử chi thân của huyền giả nghịch chủng sẽ không còn. Khi đó, chỉ cần giết hết bọn họ, như vậy, thiên lộ sẽ mở, số ít người có thể rời khỏi thế giới này. Số ít người mà ngươi nói là ai? Dương Diệp lại hỏi. Thấp nhất phải đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm. Minh Nữ nói. Nói cách khác, cho dù là giết huyền giả nghịch chủng, nhưng người dưới hoàng giả cảnh cửu phẩm vẫn sẽ chết. Dương Diệp nói. Minh Nữ nói. Đây là con đường duy nhất, bằng không tất cả mọi người sẽ phải chết. Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, người của thánh địa vì sao điên cuồng giết huyền giả nghịch chủng như vậy, bởi vì huyền giả nghịch chủng không chết thì bọn họ sẽ chết. Trong tòa vô danh thành này có rất nhiều người đến từ thiên ngoại thiên, tuy bọn họ không phải thánh giả, nhưng thực lực của phần lớn người lại rất khủng bố, ít nhất đối với thế giới này của chúng ta mà nói là phi thường khủng bố. Đương nhiên, thánh địa nếu liên hợp lại, đồng thời trả một cái giá thảm trọng, muốn tiêu diệt bọn họ là vẫn có thể, nhưng đó là không cần thiết, bởi vì mọi người đều chỉ có giết huyền giả nghịch chủng mới có thể giữ mạng. Bởi vậy, mọi người ước định hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Minh Nữ nói. Dương Diệp gật đầu, hiện tại, hắn đã hiểu lai lịch của nhân nhân lúc trước. Những gì ta vừa nói với ngươi, ở thánh địa thuộc về cơ mật tối cao. Minh Nữ bỗng nhiên nhìn Dương Diệp, nói. Biết ta vì sao nói với ngươi không? Dương Diệp lắc đầu, quả thật, việc này nếu truyền ra, không cần chờ huyền giả nghịch chủng đi ra, toàn bộ thánh địa sẽ lập tức đại loạn. Minh Nữ nhìn thẳng vắp pê Dương Diệp nói. Bởi vì ta hy vọng ngươi đứng ở bên chúng ta, ngươi cũng chỉ có đứng ở bên chúng ta thì mọi người mới có đường sống. Nói xong, Minh Nữ xoay người, biến mất trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đứng trầm mặc tại chỗ. Hồi lâu, hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng mình. Mà lúc này, trong phòng hắn lại có một lão già đang đứng. Lão già này không phải ai khác, chính là Man Uyên của Man gia. Dương Man, chờ ngươi đã lâu. Tay phải Man Uyên vung lên, bốn lá cờ màu đen cắm vào bốn phía căn phòng. Lập tức màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng màu sắc rực rỡ xuất hiện ở bốn phía phòng. Còn đây là chí bảo của Man gia ta, cũng thuộc về tiên cấp, có nó ở đây, nơi này dù là núi lở đất nứt thì bên ngoài cũng không biết. Cho dù bên ngoài phát hiện thì cho dù là với thực lực của Minh Nữ, nàng ta trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối cũng không thể công phá được lồng ánh sáng này, cho nên Dương Man, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Man Uyên cười gằn nói. Ngăn cách với bên ngoài. Vậy thì tốt quá. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện trên tay hắn. Gặp lại tiểu cô nương đáng sợ. Một. Khi đám người Dương Diệp mới ra khỏi thành, Man Uyên đã đi theo phía sau ba người Dương Diệp, nhưng vì do Minh Nữ, lão không vội xuất thủ. Lúc trước ở trong vô danh thành, lão cũng không xuất thủ, bởi vì có quá nhiều người, nếu không thể một phát bắt được Dương Diệp, vậy nhất định sẽ kinh động tới Minh Nữ. Bất đắc dĩ, lão chỉ có thể khổ sở chờ cơ hội, cũng may cơ hội này không khiến lão phải chờ lâu. Dương Man, người có biết đây là cờ gì không? Đã nắm chắc thắng lợi, Man Uyên không vội vàng xuất thủ, ngược lại bắt đầu giải thích. Cái này gọi là kết giới kỳ, chỉ cần đủ đá năng lượng cực phẩm, đừng nói là bán thánh bình thường, cho dù là bán thánh trung cấp cũng có thể vây khốn. Cho nên, hôm nay, người có chắp cánh không thể bay đi được. Bán thánh trung cấp. Dương Diệp vốn đang chuẩn bị xuất thủ thì lập tức ngừng lại, nhíu mày hỏi. Bán thánh cũng chia cấp bậc à? Tâm tình của Man Uyên lúc này hiển nhiên đang rất tốt, lại giải thích. Vốn là không chia, nhưng huyền giả đại lục không có thánh giả, bán thánh là cấp cao nhất, mà trong bán thánh cũng có mạnh yếu, bởi vậy, tổ tiên chúng ta liền tự mình phân chia ba cấp đội, phân biệt là bán thánh sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tộc trưởng của Hỏa Linh tộc tính là cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc, hắn miễn cưỡng được tính là bán thánh trung cấp. Man Uyên nói. Miễn cưỡng tính là bán thánh trung cấp. Dương Diệp khẽ en chíu mày, nếu nói tộc trưởng Hỏa Linh tộc chỉ là bán thánh trung cấp, vậy Mạc Lão và Lục Môn chắc cũng chỉ có thể xem như là bán thánh trung cấp. Nếu nói có khác biệt thì đó chính là Mạc Lão và Lục Môn được xem như là bán thánh trung cấp chân chính chứ không phải là miễn cưỡng xem như. Nhưng thánh địa này rất có khả năng có bán thánh cao cấp. Được rồi, người hiện tại tự sát, hay là để ta giết? Man Uyên đột nhiên nói.
đừng nói những lời cầu xin tha thứ, bởi vì bất kể là thế nào, ngươi cũng phải chết, không chỉ phải chết, chờ ta nghiên cứu xong bí mật nhục thân trên người ngươi rồi ta sẽ treo thi thể của ngươi ở ngoài cửa thành cổ thánh thành, để thế nhân biết kết cục của kẻ làm nhục man ra ta. Ngươi thật sự có thể chắc chắn là ở trong đây xảy ra chuyện gì thì bên ngoài không thể biết được chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Man Uyên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nếu muốn cầu cứu Minh Nữ, vậy ngươi nên từ bỏ đi. Kết giới kỳ này chỉ cần có đá năng lượng, cho dù là bán thánh trung cấp cũng sẽ có thể bị vây khốn một hồi, càng đừng nói tới một hoàng giả cảnh nho nhỏ như ngươi. Thế thì tốt quá. Dương Diệp gật đầu, cổ tay khẽ động, chấn giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn, một cỗ lực lượng vô hình lập tức xuất hiện trong phòng. Man Uyên nháy mắt trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Cùng lúc đó, một lão giả áo đen quỷ dị xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Lão giả áo đen này chính là Lâm Hộ Pháp của Hỏa Linh tộc, cũng là kiếm nô bán thánh duy nhất của Dương Diệp lúc này. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho Man Uyên hoàn toàn ngây ngốc. Cảnh giới của mình biến thành hoàng giả cảnh một cách mạc danh kỳ diệu, mà trong phòng còn đột nhiên có thêm một cường giả bán thánh, hơn nữa khí tức của cường giả bán thánh này còn trên lão. Sao có thể như vậy được? Man Uyên nhìn Dương Diệp như người mất hồn, đột nhiên, lão giống như là nghĩ tới gì đó. Sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, thất thanh nói. Ngươi là Dương Diệp, ngươi là Dương Diệp đã diệt Hỏa Linh tộc, ngươi. Man Uyên vừa nói vừa muốn triệt kết giới, sau đó chuẩn bị bỏ chạy. Dương Diệp là tồn tại gì? Đó là tồn tại giết tiền mấy vị trưởng lão của Thánh Đường, lại dùng sức của một người diệt Hỏa Linh tộc. Tuy đối phương chỉ bà hoàng giả cảnh, nhưng lão hắn biết rõ, với sức của một mình lão, tuyệt đối không thể giết được đối phương. Thậm chí bản thân còn gặp nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt úc này đối phương có bán thánh, mà lão lại chỉ là hoàng giả cảnh. Cho nên, lão quyết đoán lựa chọn rút, chỉ cần chạy được thì Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết. Đáng tiếc lão vẫn chậm rồi. Đầu tiên là kiếm nô bán thánh lợi dụng khí thế của bản thân mạnh mẽ chấn áp lão, khiến cho tốc độ của lão biến thành vô cùng chậm chạp. Tiếp theo một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn xuyên qua ngực lão. Kiếm quang rất nhanh. Nhanh đến mức cơ hồ là không thể nhìn thấy, nếu không phải bụng lão xuất hiện một lỗ kiếm thì chỉ sợ ngay cả lão cũng đều cho rằng lúc trước căn bản là chưa từng xuất hiện kiếm quang. Với thực lực vốn có của lão, tuy loại tốc độ này có thể uy hiếp lão, nhưng vẫn không thể giết được lão. Nhưng hiện tại, cảnh giới của bản thân lão hạ xuống mà Dương Diệp thì lại có một cường giả bán thánh tương trợ. Lão không có sức hoàn thủ. Man Uyên đã chết, bị mất mạng dưới một kích. Dương Diệp đi tới trước mặt Man Uyên, tay phải vung lên, thu lại thi thể của Man Uyên. Tuy kiếm linh hiện tại không thể luyện chế kiếm nô, nhưng thì hắn có thể, bởi vì kiếm kinh trước khi ngủ đã truyền phương pháp luyện chế kiếm nô cho hắn. Lại có thêm một kiếm nô bán thánh. Chủ nhân, ta cảm thấy mình sắp tấn thăng rồi. Lúc này, Lâm Hộ Pháp đột nhiên nói. Tấn thăng. Dương Diệp hơi sửng sốt, nói. Ngươi chắc chứ? Lâm Hộ Pháp nói. Không dám giấu chủ nhân, ta vốn lúc trước đã là bán thánh sơ cấp đỉnh phong, những năm gần đây cực khổ tu luyện nhưng không gặp được cơ duyên, bởi vậy vẫn dừng ở bán thánh sơ cấp. Nhưng ở trong tháp đó của chủ nhân, linh khí nơi đó đầy đủ, hơn nữa ta còn cảm thấy linh khí đó dường như có chút khang khác, nói chung là ta rất khát vọng có được thật nhiều loại linh khí nà. Mấy ngày nay, ta không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện, sau đó, ta phát hiện mình sắp đột phá. Do hồng mông tử khí. Nghe thấy lời nói của Lâm Hộ Pháp, Dương Diệp lập tức minh bạch. Tuy hồng mông tử khí chân chính trong hồng mông tháp ít tới đáng thương, nhưng so với linh khí trong hồng mông tháp thì linh khí ở thế giới bên ngoài không thể so bì. Hơn nữa tuy hồng mông tử khí chân chính ít, nhưng nó dù sao cũng là cũng có. Lâm Hộ Pháp này chỉ cần hấp thu một chút, cho dù chỉ là một chút cũng là cơ duyên rất lớn. Lâm Hộ Pháp sắp tấn thăng, điều này đối với Dương Diệp mà nói là chuyện tốt, chuyện rất tốt. Chỉ cần Lâm Hộ Pháp tấn thẳng đến bán thánh trung cấp, vậy sau này cho dù gặp phải loại bán thánh như tộc trưởng Hỏa Linh tộc cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, có bán thánh trung cấp, tương lai cơ hội thành công cứu bản thể kiếm linh cũng sẽ lớn. Hơn rất nhiều, tóm lại, chỉ cần Lâm Hộ Pháp này thành công tấn thăng đến bán thánh trung cấp, vậy sẽ mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Cần thời gian bao lâu? Dương Diệp hỏi. Lâm Hộ Pháp nói. Có thể là hơn 10 ngày. Cũng có thể là ngay ngày mai, không xác định được. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói.
không sao, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không cần ngươi ra ngoài, ngươi cứ an tâm ở trong đó, thành công thì hãng ra. Vâng. Lâm Hộ Pháp hơi cúi người với Dương Diệp, tay phải Dương Diệp vung lên, lập tức đưa lão vào Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp đưa Lâm Hộ Pháp vào Hồng Mông Tháp, ánh mắt hắn hướng vào lồng ánh sáng ở chung quanh, do dự một thoáng, kiếm của hắn khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra, đánh lên lồng ánh sáng đó. Kiếm khí đánh vào lồng ánh sáng, không hề phát ra chút tiếng vang nào, lồng ánh sáng chỉ hơi run run. Nhìn thấy một mơ cằn này, Dương Diệp vui lắm, nói. Không tồi không tồi, màn uyên đó không bốc phét, kết giới kỳ này quả nhiên là bảo bối tốt. Tay phải Dương Diệp vung lên, bốn lứa cờ màu đen ở bốn phía lập tức bay đến trên tay hắn, sau khi tìm hiểu một lúc, hắn biết phải dùng lá cờ này như thế nào. Cũng như man thần giáp, cũng cần tinh huyết, sau khi nhỏ một giọt tinh huyết vào, bốn lá cờ màu đen đã có liên hệ nhất định với tâm thần của hắn. Muốn thúc giục kết giới kỳ này cần đá năng lượng. Mà kết giới kỳ này bố trí ra cũng chia ra các trình độ khác nhau. Phân biệt là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp. Lúc trước kết giới Màn Uyên bố trí là huyền cấp cấp thấp nhất, bởi vậy, đá năng lượng tiêu hao tương đối ít hơn, chỉ cần 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Có điều đối với Dương Diệp mà nói, đây đã là điều rất khủng bố, bởi vì 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm chỉ có thể thôi động kết giới kỳ này mà thôi, muốn duy trì kết giới thì cần nhiều đá năng lượng hơn. Ví dụ như lúc trước. Còn chưa đến thời gian 100 hơi thở, Màn Uyên này đã tiêu hao ít nhất 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, so với địa cấp và thiên cấp, thế đã tính là ít rồi. Muốn bố trí kết giới địa cấp, đầu tiên là dùng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm để thôi động, sau đó đá năng lượng sẽ tiêu hao mỗi hơi thở 100 viên. Về phần thiên cấp, vậy thì càng khủng bố hơn. Bắt đầu thôi động đã cần 2.000.000 viên đá năng lượng cực phẩm, mà sau đó đá năng lượng sẽ tiêu hao mỗi hơi thở 1.000 viên. 10 hơi thở là 10.000.000 viên, 100 hơi thở chính là 10.000.000 viên. Dương Diệp đã quyết định, trừ phi là lúc vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không bố trí kết giới thiên cấp này, thật sự là không chịu nổi. Thu lại kết giới kỳ, Dương Diệp xem xét nạp giới của Màn Uyên, thu hoạch khá phong phú. Có mấy thanh vũ khí đạo cấp và một số huyền kỹ, tuy phần lớn là hắn không dùng được, nhưng lấy ra bán cũng không tồi. Ngoài ra, trong nạp giới còn có 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, điều này đối với Dương Diệp mà nói không nghi ngờ gì nữa là rất quan trọng. Phải biết rằng, trước đó không lâu, hắn vừa bị cướp 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Nghĩ đến 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, tim hắn vẫn đau nhói. Cũng may, giờ kiếm lại được rồi. Trước kia khi ở huyền giả, hắn có vài vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Ở huyền giả đại lục. Hắn cảm thấy đá năng lượng siêu phẩm của mình đủ để hắn dùng cả đời. Nhưng đi tới thánh địa mới phát hiện, đó hoàn toàn là đang nằm mơ. Hiện tại, hắn còn khoảng 1.000.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Và 7 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, nhưng hắn biết rõ, chỗ này là không nhiều, chỉ cần gặp chuyện là có thể sẽ phải dùng hết. Cho nên việc cấp bách trừ phải kiếm tích phân ra thì còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Một buổi tối Dương Diệp đang luyện chế kiếm nô, lúc ban đầu thì có chút hạ gấm. Thi thể của Màn Uyên thiếu chút nữa bị hắn chơi hỏng. Cũng may cuối cùng hắn đã từ từ nắm giữ được bí quyết, bởi vậy, hắn lại có thêm một kiếm nô bán thánh. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Nữ tới trước cửa phòng Dương Diệp. Lấy được đồ rồi, có thể xuất phát. Cửa mở, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt Minh Nữ. Đi thôi. Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Minh Nữ hỏi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ, sau đó lắc đầu, nói. Không vừa nằm xuống cái là ngủ tới lúc mặt trời mọc luôn. Minh Nữ nhìn Dương Diệp một hồi, sau đó gật đầu, nói. Đi thôi. Ra tới cửa tháp, Dương Diệp lại nhìn thấy Vương Diễm và Thanh Minh, hai người hơi gật đầu với hắn sau đó thì thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại thay đổi. Bởi vì cách hai người không xa, một tiểu cô nương đang đứng, tiểu cô nương đó chính là Nhân Nhân. Nhân Nhân nhìn thấy Dương Diệp đi ra. Trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, nói. Ca ca, ngươi cũng ở đây à? Trên mặt Dương Diệp lộ ra nụ cười khó coi, nói. Thật khéo quá. Nghe thấy Dương Diệp nói chuyện, Vương Diễm và Thanh Minh cùng Minh Nữ đều hướng ánh mắt nghi hoặc sang. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người, yết hầu Dương Diệp giật giật, nói. Các ngươi đừng nói với ta là các ngươi cũng không nhìn thấy nàng ta.
Mày hai người Vương Diễm và Thanh Minh nhíu càng chặt, vẻ nghi hoặc trong mắt càng dày đặc. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nhìn về phía Minh Nữ, nói. Ngươi thì sao, ngươi cũng không nhìn thấy à? Minh Nữ thuận theo ánh mắt của Dương Diệp nhìn lại, một lúc sau, nàng ta nói. Ngươi xác định nơi đó có người chứ? Dương Diệp. Các ngươi chơi không nổi. Một. Lần này, Dương Diệp có chút lạnh toát người. Cường giả bán thánh không nhìn thấy tiểu cô nương, hắn ít nhiều còn có thể chấp nhận, bởi vì chính hắn từng giết rất nhiều bán thánh, bởi vậy, cường giả bán thánh ở trong lòng hắn, không phải quá cao lớn. Nhưng Minh Nữ không nhìn thấy, hắn liền cảm thấy có chút khủng bố. Đi thôi. Minh Nữ nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Mà đó và Thanh Minh thì nhìn Dương Diệp một cái rồi mới đi. Sau khi ba người Minh Nữ rời đi, Nhân Nhân đột nhiên nói. Ca ca, vừa rồi tỷ tỷ kia nói dối đó. Nói dối á? Dương Diệp không hiểu. Thế là sao? Nhân Nhân cười khúc khích, nói. Nàng ta, kỳ thật có thấy Nhân Nhân. Dương Diệp hơi biến sắc, thì ra Minh Nữ thấy được Nhân Nhân, nhưng nàng ta vì sao muốn làm bộ như không thấy? Lúc này, Nhân Nhân lại nói. Ca ca đi cùng với nàng ta thì phải cẩn thận đó. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trên người nàng ta không có sinh cơ, không mùi người. Hơn nữa thọ mệnh của nàng ta chắc từ rất lâu trước đã không còn rồi. Vậy nàng ta sao vẫn có thể còn sống? Dương Diệp lại hỏi. Nhân Nhân cười khúc khích nói. Nghịch chuyển âm dương. Nghịch chuyển âm dương. Dương Diệp nhíu mày. Nhân Nhân vừa nói vừa đi tới trước mặt Dương Diệp. Ca ca biết không, trừ Nhân Nhân tự nguyện để cho người khác nhìn thấy ra, chỉ có hai loại có thể nhìn thấy Nhân Nhân. Một loại là người rất lợi hại, loại còn lại là không phải là người. Tỷ tỷ vừa rồi chính là thuộc loại sau, mà ca ca, người có biết người thuộc về loại nào không? Không phải người tự nguyện cho ta nhìn thấy à? Dương Diệp khó hiểu. Nhân Nhân lắc đầu, nói. Lúc đầu ta quả thật là vì đói bụng, cho nên mới tự nguyện để ca ca nhìn thấy. Nhưng vừa rồi, ta không tự nguyện để ca ca nhìn thấy, nhưng ca ca lại vẫn thấy ta. Nghe vậy. Một giọt mồ hôi lạnh hiện lên trên trán Dương Diệp, yết hầu Dương Diệp giật giật, nói. Ngươi đừng nói với ta cũng không phải là người. Nhân Nhân nói. Ca ca khẳng định là người, bởi vì trên người người có mùi người, có sinh cơ. Nhưng ca ca rõ ràng rất yếu mà, vì sao có thể nhìn thấy ta? Tò mò quá. Rất yếu. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, do dự một thoáng, hắn lại hỏi. Ngươi lợi hại cỡ nào? Đây là chuyện hắn rất muốn biết. Rất lợi hại. Rất lợi hại là lợi hại cỡ nào? Nhân Nhân chớp chớp mắt, nói. Ta có thể ăn sạch người trong tòa thành này. Dương Diệp. Nhân Nhân cười khúc khích, sau đó đi đến phủ đồ tháp. Khi đi đến cửa phủ đồ tháp, nàng lại xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ca ca sau này có thể tới tìm ta để chơi, nếu mang tới cho ta đồ ăn thì càng tốt. Nói xong, nàng ta xoay người đi vào trong tháp. Đứng lặng tại chỗ, Dương Diệp mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này đầu óc hắn hơi loạn, Minh Nữ thì ra không phải là người. Nàng ta không phải người, vậy thì là gì? Chẳng lẽ là hồn phách à? Còn có nghịch chuyển âm dương đó là thế nào? Còn nữa, mình vì sao có thể nhìn thấy Nhân Nhân này? Trong đầu Dương Diệp trăm mối ngổn ngang không thể giải thích nổi, mà Nhân Nhân đó rõ ràng cũng không định nói với hắn. Đứng trầm mặc tại chỗ một lúc. Thân hình Dương Diệp khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Ra khỏi Vô Danh Thành, Dương Diệp gặp Minh Nữ, mà Vương Diễm và Thanh Minh thì không thấy đâu. Bọn họ đi trước một bước rồi. Minh Nữ nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Chúng ta cũng đi thôi. Ngươi không hỏi ta vì sao à? Minh Nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi nguyện ý nói thì khẳng định sẽ nói, bằng không, ta có hỏi cũng vô dụng. Sau này ít tiếp xúc với nàng ta thôi. Minh Nữ bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ trầm mặc một lúc, sau đó nói. Nàng ta rất nguy hiểm, nàng ta nếu muốn giết người, với thực lực hiện tại của người thì căn bản không thể phản kháng. Đây là nguyên nhân thật sự. Dương Diệp nhìn Minh Nữ hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Minh Nữ lại nói. Chắc hẳn ngươi cũng đoán ra lai lịch của nàng ta rồi. Đúng vậy. Nàng ta chính là đến từ thiên ngoại thiên. Ta chỉ có thể nói,
người từ thiên ngoại thiên đến phần lớn đều là một số người rất đáng thương, cũng chính bởi vì đáng thương cho nên họ mới đáng sợ, bởi vì bọn họ phần lớn là tâm tính đã lệch lạc, còn hỉ nộ vô thường, đã thế lại có thực lực cường đại. Tiếp xúc với người như thế, có thể sẽ tùy thời phải chết. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Đa tạ lời khuyên, ta sẽ chú ý, chúng ta đi thôi. Minh nữ nhìn Dương Diệp, cũng không nhiều lời, thân hình khẽ độn bay về phía chân trời. Dương Diệp đi theo. Sau một tiếng đồng hồ, bốn người cuối cùng đã tới U Minh Hải. Đứng trên bờ, nhìn U Minh Hải trước mắt, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. U Minh Hải này hơ mênh mông vô bờ, trên biển không gió không sóng, giống như một đầm nước chết. Quan trọng nhất là nước biển không ngờ có màu lam sẫm. Lúc này, Minh nữ bấm tay búng một cái, một đạo ánh sáng trắng lóe lên, tiếp theo, trước mặt ba người Dương Diệp đều tự xuất hiện hai tấm phù lục màu vàng. Minh nữ nói, một tấm là ngũ hành thần phù, có thể đề thăng lực lượng, tốc độ, phòng ngự của các ngươi trong một canh giờ lên gấp 5 lần. Trong một canh giờ này các ngươi mỗi người cầm chân ba gã bán thánh thì không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Vương Diễm dẫn đầu nói. Được. Thanh Minh cũng nói. Nhìn phù lục màu vàng trong tay, Dương Diệp lắc đầu, đề thăng lực lượng cùng tốc độ và phòng ngự lên 5 lần, chỉ cầm chân ba gã bán thánh chứ không phải giết chết ba gã bán thánh. Vấn đề không lớn. Minh nữ gật đầu, lại nói. Tấm phù còn lại tên là khôi lỗi phù, ở thời khắc nguy cấp, có thể triệu hồi ra một khôi lỗi thế thân. Khôi lỗi thế thân này có thể thừa nhận 50% thương tổn cho các ngươi. Có tấm phù này, ta nghĩ, chỉ cần không gặp phải trí cường giả của thế gian này, chắc không ai có thể một kích miểu sát các ngươi. Đương nhiên, chỉ có một lần cơ hội. Nghe vậy, ba người động dung, thừa nhận 50% thương tổn. Điều này có nghĩa là gì? Đúng như lời Minh nữ nói, trừ loại trí cường giả trên thế gian này ra thì tuyệt đối không có ai có thể một kích miểu sát bọn bỏ. Mà đối với Dương Diệp mà nói, cho dù là trí cường giả cũng không nhất định có thể một kích miểu sát hắn. Bởi vì phòng ngự của bản thân hắn rất nghịch thiên. Minh nữ lại nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng rất khó. Bởi vì chúng ta chỉ cần làm rõ lai lịch của 9 tòa thạch quan bên dưới. Hoặc là mang về 9 tòa thạch quan này, chúng ta chính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, chắc hẳn các ngươi cũng biết, chuyện khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Nếu đơn giản thì ngươi đã không gọi chúng ta đi cùng. Vương Diễm nói, điện hạ, có lợi ích cực lớn tất nhiên cũng có phiêu lưu cực lớn, đạo lý này, chúng ta biết. Vù vù vù. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến 4 tiếng xé gió, tiếp theo. Ba nam một nữ xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử cầm đầu khi nhìn thấy đám người Dương Diệp thì hơi ngây ra, ánh mắt hắn nhìn lướt qua trên người đám người Dương Diệp, sau đó thì dừng ở trên người Minh nữ, nói. Các hạ chính và à Minh nữ điện hạ của Thánh Đường. Minh nữ khẽ gật đầu. Thì ra ngươi chính là Minh nữ đứng đầu thánh bảng của Thánh Đường. Nam tử hình thể cao lớn bên cạnh nam tử cầm đầu đột nhiên cười lạnh nói. Ai cũng nói ngươi là thiên tài số một của toàn bộ thánh địa, Man Lịch ta rất hoài nghi về điều này, hay là chúng ta luận bàn nhé? Minh nữ khẽ nhíu mày, lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói. Nam tử cầm đầu là Long tộc, tên là Long Huyền, chính là thiên tài số một của Long tộc, từng ăn sống một bán thánh của nhân tộc. Người bên trái hắn tên là Man Lịch, đến từ Man tộc, cũng từng một mình đánh chết bán thánh nhân loại. Người ở bên phải Long Huyền tên là Lôi Hoan, thuộc Lôi tộc. Cũng từng một mình đánh chết bán thánh. Về phần nữ tử đó thì ta chưa gặp. Nghe thấy lời nói của Vương Diễm, Dương Diệp dùng mình, hiện tại hắn phát hiện yêu nghiệt thiên tài của thánh địa so với tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Không chỉ là thiên tài, cho dù là thực lực chân chính của toàn bộ thánh địa cũng mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Vốn hắn cảm thấy, cơ hội hắn cứu được bản thể của kiếm linh hẳn là rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắn tới được Trấn Ngục Tháp, với thực lực hiện tại của hắn chỉ sợ căn bản cũng không cứu ra được bản thể của kiếm linh, nói không chừng còn bỏ mạng tại đó. Vẫn không đủ mạnh. Đương nhiên, chuyện của kiếm linh là rất cấp bách. Dương Diệp lúc này thầm quyết định trong lòng, chờ chuyện ở đây kết thúc rồi, sau khi đạt được tích phân, bất kể là như thế nào cũng phải khiến kiếm nô bán thánh lâm hộ pháp tấn thẳng đến. Bán thánh trung cấp, sau đó thì lập tức tới Trấn Ngục Tháp. Nghĩ đến tích phân, Dương Diệp liền có chút khẩn trương, nhìn về phía Minh nữ, nói.
xuống biển chứ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn ít nhất cũng có thể được chia 10 vạn tích phân, 10 vạn tích phân, đã đủ để tới trấn ngục tháp rồi. Minh nữ hiển nhiên cũng không có hứng thú với đám người Long Huyền, tức gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Ngay khi đám người Minh nữ muốn xuống biển thì Man Lịch ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói. Mấy vị, không nể mặt nhau vậy à? Nghe vậy, Dương Diệp có chút không biết nói gì. Ê, người đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Man Lịch cười lạnh một tiếng, nói. Người đã nói như vậy thì cũng không phải là không thể. Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn hiển nhiên không ngờ mấy tên gia hỏa này thật sự là định rảnh quá nên kiếm chuyện. Lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói. Người của chủng tộc khác đều có chút căm thù nhân tộc của chúng ta. Bởi vậy, phàm là nhân tộc của chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy người tộc khác, ít nhiều sẽ nảy sinh xung đột. Đây là kỳ thị chủng tộc. Dương Diệp xem như đã hiểu. Hắn không nói gì mà nhìn về phía Minh Nữ, dù sao hiện tại mấy người bọn họ là do Minh Nữ dẫn đầu. Minh Nữ rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phớt lờ đám người Man Lịch, xoay người bước về phía bờ biển. Ba người Dương Diệp tất nhiên là đi theo. Quả nhiên, người của nhân tộc đều nhát gan. Lúc này, đó Man Lịch đột nhiên cười nhạo nói. Long Huyền ở bên cạnh Man Lịch không nói gì, chỉ là trên mặt lộ vẻ nụ cười thích thú. Minh Nữ vẫn không dừng bước. Nhìn thấy một màn này, vẻ châm chọc ở khóe miệng Man Lịch càng tăng thêm, nói. Thì ra người của nhân tộc chính là loại nhát gan thế này, lão tử nói như vậy mà các ngươi không ngờ cũng không tức giận, các ngươi là không phải là được tiện thú của cẩu tộc yếu đuối nuôi lớn đấy chứ. Lần này, bốn người Minh Nữ không hẹn mà cùng dừng chân. Thấy thế, trên mặt Man Lịch lại hiện ra vẻ hưng phấn, nói tức rồi à. Tức thì tốt, nào đến đây, chúng ta chơi với nhau một lúc. Các ngươi không chơi nổi đâu, Minh Nữ mở miệng lên tiếng. Đánh chết, bao chôn. Một, Điện Hạ rất tự tin. Long Huyền cười khẽ, nói. Hai, bất kể là lão bất tử trưởng bối trong tộc của ta hay người bên ngoài, đều nói Điện Hạ chính là tuyệt thế thiên tài không xuất thế của Thánh Địa, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ không lộ diện của Thánh Địa, ta lại cảm thấy hoài nghi và không phục. Đáng tiếc, ta từng tới Thánh Đường khiêu chiến Điện Hạ, nhưng người lại không để ý tới ta. Hôm nay, may mắn gặp được, cho nên, chúng ta sẽ luận bàn một chút. Xem danh xưng đệ nhất thánh đường của ngươi có thật hay không. Còn lại, chính các ngươi chọn, không nên lưu thủ, đánh chết, bao chôn. Minh Nữ nói xong câu đó, người đã tiến thẳng về phía Long Huyền, sau đó có từng tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng cường đại làm nước biển U Minh Hải ở xa cũng phải quay cuồng. Nữ nhân kia là của ta. Thanh Minh nói xong câu này, người cũng lao ra. Người chọn thế nào? Dương Diệp quay đầu hỏi Vương Diễm. Vương Diễm trầm ngâm một lúc, nói. Ngươi là thể tu, Man Lệ cũng là loại hình sức mạnh, cho nên, ta chọn lôi tộc. Nói xong, nàng đã xuất hiện trước mặt lôi tộc Lôi Hoan, đại chiến bắt đầu. Dương Diệp nhún nhún vai với Man Lệ, nói. Không cần nói nhảm, đến đây đi. Trên mặt Man Lệ vốn có cao ngạo nhưng cũng trở nên nghiêm túc hơn trước. Cũng không có mở miệng chế ngạo hoặc chào phúng Dương Diệp, làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương hữu dũng vô mưu, bây giờ đối phương còn trầm ổn hơn mình nghĩ rất nhiều. Phanh! Man Lệ đạp mạnh xuống đất, lực lượng cường đại tới mức làm mặt đất hóa thành bột mịn, bản thân của hắn đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, hắn vung tay phải tấn công Dương Diệp, lực lượng cường đại làm cho nước biển U Minh Hải sau lưng Dương Diệp bắn lên cao. Nắm đấm của Man Lệ đã đánh tới trước mặt Dương Diệp lật tay một cái. Băng Tuấn xuất hiện ngăn cản nắm đấm của đối phương. Phanh! Nắm đấm của Man Lệ va chạm với Băng Tuấn, đúng như Dương Diệp suy nghĩ, sau một tiếng trầm đục, thân thể Man Lệ bay ngược về phía sau hơn ngàn trượng. Dương Diệp vẫy vẫy cánh tay phải, nói. Lực lượng không tệ, còn mạnh hơn Man Hy nhiều. Tuy Băng Tuấn bắn ngược lực lượng của đối phương, nhưng vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, bởi vậy hắn vẫn bị dư âm ảnh hưởng của đối phương đẩy lùi. Đương nhiên, hắn không xem lực lượng như thế vào đâu. Phanh! Lúc này, Man Lệ đã xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Sắc mặt Man Lệ lúc này rất dữ tợn, cánh tay phải của hắn run rẩy, hiển nhiên, hắn đã bị lực lượng của mình gây tổn thương nặng. Ngươi chính là Dương Man. Man Lệ nói. Dương Diệp nao nao, kinh ngạc nói. Ngươi biết ta. Nói như vậy,
Man Hy đã chết trong tay của ngươi. Man Lệ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, đúng là chết trong tay của ta. Đôi mắt Man Lệ nhắm lại, sát ý trong mắt hắn tuôn ra, nói. Hắn là biểu đệ của ta, người giết biểu đệ của ta. Lúc trước ta chuẩn bị đi cổ thánh thành tìm người, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây, chẳng khác gì ông trời cho ta cơ hội báo thù. Là ngươi vô dụng. Dương Diệp nói. Còn nữa, tại sao lại là ông trời muốn giúp ngươi báo thù? Với ta mà nói, đúng là ông trời đã giúp ta gặp được ngươi. Man Lệ nói xong câu này, hắn đã lao nhanh về phía trước, nhưng rất nhanh, hắn đã bị đánh bay ngược trở về, bởi vì trong tay Dương Diệp có băng thuẫn. Đối mặt với băng thuẫn, sắc mặt Man Lệ âm trầm, băng thuẫn có lực phản đòn rất mạnh, trừ phi lực lượng vượt qua năng lực thừa nhận của băng thuẫn, bằng không hắn sẽ bị lực phản chấn đánh chết. Dương Diệp suy cười một tiếng, nói. Như thế nào, không dám tới. Ngươi có bảo vật, chẳng lẽ ta không có sao? Man Lệ lật tay một cái, một thanh thiết chùy cực lớn xuất hiện trong tay hắn. Thiết chùy rất lớn, còn dài hơn thân thể của Man Lệ. Quanh đầu thiết chùy là gai nhọn chằng chịt, mỗi cây gai nhọn đều dài hơn 10 tấc. Coi chừng, đó là Man Thần chùy. Lúc này, giọng nói của Minh Nữ vọng tới. Man Thần chùy. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao, đôi mắt của hắn sáng ngời, hắn đã kiến thức Man Thần giáp khủng bố. Man Thần chùy có thể làm cho Minh Nữ lên tiếng nhắc nhở hắn, nó chắc chắn không phải thứ đơn giản. Ta muốn thiết chùy của ngươi. Dương Diệp cười hắc hắc, hắn thu hồi băng thuẫn, hắn cũng không muốn băng thuẫn bị thiết chùy phá hư. Băng thuẫn nói cho cùng cũng chỉ có thể tính là huyền khí đạo giai, thiết chùy lại là tiên giai, dù cho băng thuẫn có khí linh là băng linh, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản thiết chùy khủng bố. Ngươi muốn. Man Lệ cười dữ tợn, nói. Tốt. Ta tặng cho ngươi. Nói xong, thân hình Man Lệ khẽ động, hắn đi tới phía trên Dương Diệp, đôi tay cầm thiết chùy nện thẳng vào đầu Dương Diệp. Thiết chùy lực lượng ẩn chưa cường đại, trực tiếp đánh nát mặt đất chung quanh Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không đón đỡ, hắn hóa thành một tia sáng bay đi xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt Man Lệ. Trốn, ngươi trốn đi nơi nào? Thân thể Man Lệ khẽ động, hắn lập tức đuổi theo Dương Diệp. Cách đó không xa, Minh Nữ đang giao thủ với Long Huyền cau mày, bàn tay đẩy mạnh về phía trước, một đạo lực lượng chấn động cường đại bộc phát đẩy Long Huyền sang một bên, đôi tay của Minh Nữ tương giao, sau đó vẽ một cái, gợn sóng khuếch tán ra ngoài, xa xa, hai cái sừng của cự long bị chặt đứt. Giống. Cự long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong âm thanh còn mang theo lửa giận và kiêng kỵ sâu đậm. Nếu không muốn Man Lệ chết ở chỗ này, nhanh đi cứu hắn. Minh Nữ nói. Bằng hắn. Ánh mắt cự long mang theo khinh thường, nói. Cho dù là bán thánh cũng không thể giết Man Lệ cầm Man Thần chùy. Minh Nữ, tái chiến. Ngươi lại ra tay, hôm nay ta sẽ phế ngươi. Minh Nữ nói. Không giết ngươi, không phế ngươi, là vì huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, ngươi ngày sau là chủ lực của đại chiến, mà không phải ta không thể giết ngươi, không thể phế ngươi, ngươi hiểu chưa? Minh Nữ, ngươi quá nhân từ. Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của Dương Diệp vang vọng. Mí mắt của Minh Nữ co giật, sau đó hai mắt híp lại. Mấy người đang đại chiến cũng dừng tay nhìn sang Dương Diệp. Man Lệ đâu? Long Huyền khôi phục thân người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đây không phải chuyện rõ ràng hay sao? Dương Diệp nhún vai, nói. Ta và hắn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có ta trở lại, cho nên, hắn đã chết. Đương nhiên Man Lệ đã chết. Trước khi rời khỏi đám người Minh Nữ, Dương Diệp không có che giấu, trực tiếp dùng tới trấn giới thạch và kiếm nổ bán thánh Man Uyên, tăng thêm chính hắn, Man Lệ không có sức hoàn thủ và bị giết. Mà Man Thần chùy cũng rơi vào trong tay hắn. Không chỉ đạt được Man Thần chùy, hắn còn thu được 5.000 năng lượng thạch siêu phẩm và mười mấy món đạo khí. Ta không tin. Long Huyền trầm giọng nói. Nếu ngươi không tin, vậy ngươi chờ đi, hắn sẽ không trở lại. Dương Diệp đi đến bên cạnh Minh Nữ, sau đó nói. Hiện tại, chúng ta 4-3, nếu như người nguyện ý, chúng ta tuyệt đối sẽ toàn diệt bọn chúng. Lai lịch của bọn họ không nhỏ, trên người hắn có nhiều bảo bối, Minh Nữ, chúng ta làm thịt bọn chúng, sau đó chia bảo vật. Bờ môi của Minh Nữ co giật, nàng mở to mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mặc dù hắn có sai, nhưng không nên giết hắn, chỉ cần hắn tấn chức bán thánh.
tương lai nhất định có thể tru sát rất nhiều huyền giả nghịch loại. Ngươi, Dương Diệp bĩu môi, nói. Chính ngươi nói không nên lưu thủ, giết, nhiều lắm bao chôn. Minh Nữ im lặng nửa ngày, nói. Ta không nên nói như vậy. Đáng tiếc đã muộn. Dương Diệp khoát tay. Không cần biết ngươi là ai, man tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, đột nhiên Long Huyền nói. Dương Diệp cười nhạo, quay người nhìn đám người kia, nói. Như thế nào, chơi không nổi sao? Hiện tại muốn kéo hậu trường ra. Nếu chơi không nổi, lúc trước các ngươi hung hăng càn quấy làm gì? À, các ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Chơi không nổi thì đừng chơi, chơi thua lại thua không nổi, chậc chậc, ngươi lại là người Long tộc. Long tộc có mặt hàng như ngươi, ta đoán ngày chính thức diệt tộc không xa. Làm càn. Long Huyền giận dữ, ngay sau đó Long uy kinh khủng bao phủ Dương Diệp, nhưng làm cho mọi người bất ngờ là, Long uy của Long Huyền lại không thể ảnh hưởng tới Dương Diệp. Nói đùa, trên người Dương Diệp có tinh huyết của Long Tổ không chỉ là Long Tổ của Long tộc trên huyền giả đại lục, còn là Long Tổ của Long tộc Thánh Địa. Long Huyền muốn dùng Long uy chấn nhiếp hắn chẳng khác gì tự tìm đường chết. Bởi vì trên đời này không có Long uy của Long tộc nào có thể gây ảnh hưởng tới Dương Diệp. Không chỉ có như thế, trên đời này, trừ phi có Long tộc đạt tới thánh giả cảnh, bằng không, cho dù là Long tộc nào cũng bị huyết mạch của Dương Diệp áp chế. Làm sao có thể? Ánh mắt Long Huyền lộ ra một tia khó tin, cho dù là Minh Nữ cũng bị Long uy của hắn ảnh hưởng một ít, nhưng người trước mặt lại không bị ảnh hưởng. Dương Diệp nói với Minh Nữ. Nếu ngươi không giết, như vậy ta sẽ giết. Để ta giết đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi, kể cả Dương Diệp cũng nhìn sang U Minh Hải. Gặp nguy hiểm. Trên mặt Minh Nữ sinh ra một tia ngưng trọng. Oanh. Đúng lúc này, vị trí mọi người đứng sụp đổ, sau đó vô số nước biển phóng lên trời và kéo đám người Dương Diệp vào trong U Minh Hải. Thánh đường thập đại tướng. Một. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm mọi người không kịp chuẩn bị. Đương nhiên, mấy người ở đây không ai là người bình thường, lúc bị nước biển cuốn đi, bọn họ đã thi triển bản lĩnh phản kích. Vào lúc mọi người sắp thoát đi, đột nhiên đáy biển sinh ra hấp lực cực lớn, hấp lực này kéo đám người Dương Diệp vào sâu trong biển cả. Lúc đám người Dương Diệp chìm vào đáy biển, mặt biển U Minh Hải đã khôi phục bình tĩnh như trước. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn khiếp sợ khi nhìn thấy tình hình chung quanh. Dưới chân hắn là vòng sắt tròn màu đen, vòng tròn đen tỏa ra năng lượng màu đen bao phủ người hắn, cũng quấn hắn như bánh trưng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là huyền khí trong người hắn im lặng, hắn không thể điều động huyền khí của mình. Ở bên cạnh hắn, đám người Minh Nữ cũng ở đây, giống như hắn, đám người Minh Nữ cũng bị vòng tròn trói lại. Người tỉnh, Minh Nữ nói. Dương Diệp phát hiện đám người Minh Nữ, trong mấy người, chỉ có Minh Nữ là tỉnh táo, mấy người còn lại vẫn đang bất tỉnh. Vô sự, bọn họ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Minh Nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn quan sát bốn phía. Lúc này bọn họ đang ở đáy biển, kỳ quái là nước biển chung quanh lại tách ra không bao phủ bọn họ, bởi vậy, phương viên ngàn trượng là một không gian độc lập không có nước biển. Ngươi! Minh Nữ nói, Dương Diệp nhìn theo ánh mắt của Minh Nữ, nơi này đặt 9 thạch quan, quanh thạch quan là từng khóa sắt thô to, phía trên khóa sắt còn phủ kín các loại phù lục. Trước thạch quang là một người áo đen. Không phải nơi này bị áp chế cảnh giới hay sao? Vì sao những khôi lỗi áo đen kia đều là bán thánh giai? Dương Diệp hỏi. Bọn họ đã không tính là người. Minh Nữ nói. Các ngươi tỉnh lại rất nhanh. Dương Diệp chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, một giọng nói vang lên. Dương Diệp cùng Minh Nữ biến sắc, ánh mắt nhìn vào thạch quang đầu tiên, bởi vì giọng nói phát ra từ nơi này. Ngươi là ai? Minh Nữ trầm giọng hỏi. Ta là tổ tiên của các ngươi. Người trong thạch quan nói. Tổ tiên. Bờ môi của Dương Diệp co giật, Minh Nữ cau mày nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thánh chủ đời thứ nhất của thánh đường, tên là Cổ Thiên, dưới tay hắn có thập đại chiến tướng, nhưng sau khi thánh địa trấn áp huyền giả nghịch loại, thập đại chiến tướng cũng biến mất trên thế gian, có phải thế không? Người trong thạch quan nói. Minh Nữ im lặng nửa ngày. Sau đó nói, thập đại chiến tướng tên gì? Hắc hắc, tiểu nữ oa, người vẫn không tin ta, cũng tốt, ta sẽ nói cho người biết. Rất nhiều người căn bản không biết tên của thập đại chiến tướng,
bởi vì đối ngoại, bọn họ chỉ có danh hiệu, mà ta chính là chiến tướng số 9. Ta vốn họ Lệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ thánh địa lúc này vẫn còn hậu nhân của Lệ gia ta. Giọng nói kia vang lên. Có. Minh nữ nói. Lúc này ngươi tin ta chưa? Người trong thạch quan cười nói. Minh nữ lắc đầu, nói. Có mấy điểm đáng ngờ, thứ nhất, nếu ngươi là tiền bối thánh địa, vì sao phải giết huyền giả thánh địa tại đây? Thứ hai, cho dù là thánh giả cường đại ngày xưa cũng không thể sống 10 vạn năm, tuy các ngươi lúc ấy là thánh giả, ngươi cũng không thể sống 10 vạn năm, có thể sống 10 vạn năm, trừ số ít thiên địa linh vật ra, chỉ còn lại huyền giả nghịch loại. Người trong thạch quan trầm mặc. Minh nữ lại nói. Những phù văn bên ngoài thạch quan của các ngươi, ta đã thấy, biết rõ ở nơi nào không? Tại trấn ngục tháp, cho nên, các ngươi căn bản không phải là tiền bối thánh địa, mà là huyền giả nghịch loại, ta không đoán sai chứ? Nếu như chúng ta là huyền giả nghịch loại, tại sao chúng ta lại biết việc của thánh địa? Người trong thạch quan nhân nói. Minh nữ nói. Đây chính là điểm ta khó hiểu. Đều tỉnh chưa? Lúc này, người trong thạch quan nói. Dương Diệp quay đầu lại. Không biết lúc nào, đám người Vương Diễm đã tỉnh. Lúc này các ngươi làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì mỗi người trong các ngươi đều rất mạnh, mạnh hơn những phế vật lúc trước nhiều, bởi vậy, các ngươi đều không chết. Hiện tại, các ngươi có một cơ hội sống sót, ta sẽ cho các ngươi tự do lần nữa, các ngươi cần làm chính là chặt đứt khóa sắt quanh thạch quan của ta. Người trong thạch quan nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đổi ý, nơi này có mấy khôi lỗi bán thánh. Nếu các ngươi cảm giác mình có thể đối kháng 9 bán thánh, các ngươi có thể thử xem. Khi người trong thạch quan dứt lời, vòng sắt dưới chân đám người Dương Diệp đã biến mất. Sau khi vòng sắt biến mất, mọi người đã có thể điều động huyền khí trong cơ thể. Khóa sắt này rất chắc chắn, còn chắc chắn hơn tưởng tượng của các ngươi, cho nên, mấy người các ngươi phải hợp lực mới có cơ hội chặt đứt. Đương nhiên, cũng chỉ có chặt đứt khóa sắt này, các ngươi mới có cơ hội sống sót. Người kia nói. Đừng nói giỡn. Lúc này, đột nhiên Long Huyền lạnh lùng nói. Dù cho chúng ta chặt đứt khóa sắt này, chúng ta cũng không có cơ hội sống sót, ta nói đúng không? Vèo. Lúc này, đột nhiên 9 bán thánh áo đen xuất hiện chung quanh đám người Dương Diệp, cũng vậy bọn họ vào trong. Các ngươi có lựa chọn sao? Người trong thạch quan nói. Lập tức quay trở lại thánh đường, nhiệm vụ của chúng ta đã tính toán hoàn thành. Minh nữ nói xong câu này. Tay phải nâng lên, sau đó một tia sáng trắng khuếch tán ra, cũng đẩy lui đám khôi lỗi bán thánh về phía sau, sau đó thân thể nàng rung động và trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất tại chỗ. Dương Diệp và Vương Diễm cùng Thanh Minh cũng không chậm, vào lúc Minh Nữ động thủ, bọn họ đã phóng lên trời, bọn họ thi triển tốc độ cực hạn chạy đi. Muốn mở khóa sắt ra là chuyện không thể nào, bởi vì bọn họ lúc này, cho dù như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng 9 bán thánh. Càng không cần nói người trong thạch quan kia. Muốn đi, các ngươi nghĩ nhiều. Khi người trong thạch quan dứt lời, một hấp lực cực lớn xuất hiện lần nữa. Sau khi hấp lực này xuất hiện, tốc độ của đám người Hơ Dương Diệp chậm lại và bị kéo trở về. Nghịch! Đột nhiên Minh Nữ gầm lên một tiếng. Sau đó đám người Dương Diệp cảm giác hấp lực kéo xuống biến thành lực đẩy, trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài ngàn trượng. Sau đó chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã biến mất khỏi đáy biển. Nghịch chuyển âm dương. Qua một lúc, một giọng nói mang theo sợ hãi vang lên trong đáy biển. Chấm chấm chấm. Sau khi mọi người lao ra khỏi mặt biển, lúc rời khỏi U Minh Hải trên trăm dặm mới dừng lại. Thật là khủng khiếp. Vương Diễm lên tiếng đầu tiên. Hấp lực lúc trước thật khủng bố, nếu như không có điện hạ, chỉ sợ cho dù chúng ta có ngũ hành thần phù cũng không dùng được. Mấy người đồng ý gật đầu, cho dù là Long Huyền cũng thế. Lúc này hắn mới biết được, Minh Nữ trước mắt khủng bố bao nhiêu. Hấp lực lúc trước suýt nữa kéo hắn trở về, cho dù hắn khi đó khôi phục bản thể, cũng như thế. Nhưng Minh Nữ lại có thể thoát khỏi hấp lực, hơn nữa còn mang bọn họ ra ngoài. Từ điểm đó làm hắn biết, hắn kém Minh Nữ rất nhiều. Lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn mang theo khiếp sợ, đối mặt với hấp lực lúc trước, cho dù hắn thi triển thực lực chân chính cũng không thể thoát khỏi, nhưng Minh Nữ lại thoát được rất nhẹ nhàng. Thực lực nữ nhân này chỉ là tôn giả cảnh, không thể không nói, nữ nhân này là người yêu nghiệt nhất hắn từng gặp trên huyền giả đại lục. Người trong thạch quan, ít nhất cũng là bán thánh trung cấp, vượt qua xa chúng ta có khả năng địch,
cho nên không có khả năng bắt lấy thạch quan. Trong nhiệm vụ này không cần chúng ta bắt lấy thạch quan, chúng ta đã biết rõ lai lịch của người trong thạch quan, bởi vậy, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành, kế tiếp nên giao cho thánh đường giải quyết, đi thôi, quay trở lại thánh đường. Minh nữ nói, cảm tạ việc lúc nãy. Lúc này, đột nhiên Long Huyền nói. Minh nữ nhìn sang Long Huyền, nói. Nghĩ đến các ngươi tới nơi này là vì chín cái thạch quan kia, hiện tại các ngươi cũng thấy rõ, chúng ta không có thực lực bắt lấy thạch quan, trở về đi thôi. Long Huyền nói, ta sẽ không đánh chủ ý lên thạch quan, nhưng... Nói đến đây, hắn lại nhìn Dương Diệp. Hắn đã giết Man Lệ, việc này, không thể bỏ qua như vậy được. Ngươi muốn không chết thì cút ngay đi, bằng không thì, chờ ta đi, ngươi không chết cũng khó. Minh nữ nói. Sắc mặt của Long Huyền đầy khổ sở, hắn không dám chống lại Minh nữ, bởi vì Minh nữ lúc này đã tức giận. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn sang Dương Diệp, nói. Lúc này, ta cho điện hạ mặt mũi. Nói xong, hắn lập tức biến mất phía chân trời. Sau khi đám người Long Huyền đi rồi, Minh nữ nói. Chúng ta đi thôi. Ta có chút chuyện, các ngươi đi trước đi. Lúc này, Dương Diệp nói. Minh nữ quay người nhìn Dương Diệp, sau nửa ngày mới nói. Không giết bọn họ không được sao? Vương Diễm và Thanh Minh phi thường khiếp sợ, bởi vì nghe ý của Minh nữ, Dương Man trước mắt có khả năng chém giết ba người Long Huyền. Dương Diệp cười khổ, nói. Ta không có hứng thú với ba người bọn họ, thật sự có việc cần xử lý xong, ta sẽ quay trở lại thánh đường. Minh nữ nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta tin ngươi. Sau khi quay lại thánh đường giao nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy. Nói xong, Minh nữ và ba người Vương Diễm biến mất ở phương xa. Sau khi bay vài trăm dặm, Vương Diễm hỏi. Điện hạ, Dương Man kia là người phương nào? Dù cho ta xuất toàn lực cũng không thể giết hắn. Minh nữ nói. Vương Diễm. Sau khi xác định đám người Minh nữ rời đi, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã đi vào U Minh Hải. U Minh Hải, Dương Diệp do dự hồi lâu, cuối cùng hắn đã nhảy vào trong U Minh Hải. Đoạt xá huyền giả nghịch loại. 1. Đương nhiên Dương Diệp không phải đi tìm chết, sở dĩ hắn dám tiến vào U Minh Hải, chủ yếu là bởi vì kiếm nô lâm hộ pháp đã tấn thăng tới bán thánh trung cấp. Nói cách khác, lúc này trên người hắn có một bán thánh trung cấp, còn có một bán thánh bình thường. Sở dĩ hắn dám tới U Minh Hải, đương nhiên không phải đến chơi, mà là vì chín khôi lỗi kia. Bởi vì có lâm hộ pháp, tăng thêm hắn có trấn giới thạch, bởi vậy, chín khôi lỗi kia không đáng sợ. Cho dù dưới đáy biển có người thần bí trong thạch quan, nhưng cho dù không địch lại, hắn rời đi cũng không có vấn đề gì. Nguy hiểm, nhất định là có, nhưng hắn quyết định thử một lần, bởi vì hắn cần chín khôi lỗi bán thánh kia. Rất nhanh. Dương Diệp đã đi tới trước chín tòa thạch quan. Người làm ta cảm thấy bất ngờ. Dương Diệp vừa xuống đáy biển, giọng nói trong thạch quan truyền ra. Làm giao dịch. Dương Diệp nói. Đột nhiên, chín khôi lỗi bán thánh xuất hiện chung quanh Dương Diệp, cũng bao vây Dương Diệp vào giữa. Cho ta tư cách làm giao dịch. Trong thạch quan, một ghi ỏng nói vang lên. Dương Diệp vung tay phải lên, lâm hộ pháp xuất hiện bên cạnh hắn, nói. Hiện tại, có tư cách chưa? Khôi lỗi bán thánh trung cấp. Người trong thạch quan khiếp sợ nói một câu. Ta muốn khôi lỗi bán thánh của ngươi, ngươi cho ta khôi lỗi, ta sẽ cho khôi lỗi bán thánh của ta chặt đứt khóa sắt chung quanh thạch quan. Giao dịch rất đơn di cản, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Chín quá nhiều, tối đa chỉ 2 con. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp cười lạnh, hắn không nói câu nào, xoay người rời đi. 5. Tối đa. Người trong thạch quan lại nói chuyện. Dương Diệp vẫn không dừng bước, hắn tiếp tục đi. Các hạ, người cảm thấy khôi lỗi bán thánh quan trọng hay tự do của người quan trọng? Chính người nghĩ đi, đúng rồi, những người lúc trước đã quay về thánh đường, nếu như ta không có đoán sai, sẽ có siêu cấp cường giả của thánh đường tới đây thật nhanh, đến lúc đó, các hạ có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Người thắng. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp dừng bước lại, hắn tươi cười, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt những khôi lỗi bán thánh kia, nói. Bảo chúng đừng phản kháng. Nhưng những khôi lỗi bán thánh kia khẽ động, chúng thối lui đến bên cạnh thạch quan.
người trong thạch quan nói. Tiểu tử, ta không có ngu như vậy, muốn khôi lỗi bán thánh, có thể, ngươi phải chặt đứt xiềng xích cho ta trước, bằng không ngươi muốn đi thì đi. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, nói. Ngươi băn khoăn, ta hiểu, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, ngươi thuộc về huyền giả nghịch loại hay thuộc về thánh địa? Trong thạch quan im lặng nửa ngày, sau đó nói. Tước kia ta không gạt các ngươi, chúng ta lúc này không được xem ả người của thánh đường. Bởi vì, thân thể chúng ta là huyền giả nghịch loại, mà kinh hồn lại là chúng ta. Đoạt xá. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, nói. Các ngươi lại đoạt xá thân thể huyền giả nghịch loại. Người trong thạch quan nói. 10 vạn năm trước, huyền giả nghịch loại ngang trời xuất thế, thực lực của bọn chúng không phải vô địch, điểm lợi hại chân chính của bọn chúng là thân thể bất tử. Bởi vì giết không chết, cho nên, lúc trước thế giới chúng ta gần như bị bọn chúng hủy diệt. Tại sao bọn chúng không chết? Đây là vấn đề cường giả lúc ấy hiếu kỳ, cũng là vấn đề các cường giả chú ý. Tu luyện vì cái gì? Nói đến cùng chính là vì trường sinh. Nói đến đây, hắn lại nói. Nhưng cho dù đạt tới thánh giả cảnh, thậm chí trên thánh giả cảnh cũng có ngày phải chết. Nhưng những huyền giả nghịch loại kia lại không chết. Cho nên, lúc ấy chúng ta bí mật trấn áp hơn 10 huyền giả nghịch loại, sau đó bí mật nghiên cứu. Nghiên cứu đến cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, mọi người đề nghị, đoạt xá. Các ngươi thành công. Dương Diệp trầm giọng nói. Không, ngay từ đầu đã thất bại. Người trong thạch quan nói. Bởi vì thần hồn của huyền giả nghịch loại mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, về sau, chúng ta nghĩ ra một ít phương pháp, trọng thương thần hồn của bọn chúng, chính vì thế chúng ta mới thành công. Sau khi có một người thành công, bọn họ phát hiện thực sự có công hiệu bất tử, rất nhiều người không kìm nén được, sau đó đều đoạt xá. Nhưng mọi người cuối cùng mới phát hiện, thì ra trong thân thể huyền giả nghịch loại có một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, giọng nói của người nói chuyện bắt đầu run rẩy. Côn trùng màu đen. Dương Diệp hiểu tồn tại khủng bố kia là gì, hơn phân nửa chính là côn trùng màu đen. Nghĩ vậy, Dương Diệp lắc đầu, những người thánh địa kia tự tìm đường chết, đoạt xá thân thể huyền giả nghịch loại. Loại chuyện này cũng nghĩ ra được, hiện tại xong rồi. Bởi vì phát hiện vật kia tồn tại trong cơ thể bọn chúng, cho nên, người thánh đường đã trấn áp tất cả chúng ta. Giọng nói của người trong thạch quan mang theo một tia giận dữ, nói. 10 vạn năm, bởi vì tuổi thọ của những tồn tại khủng bố kia là 10 vạn năm, nói cách khác, chỉ có vật kia trong cơ thể chúng ta chết đi, chúng ta mới có thể đi ra. Người bây giờ đã hiểu tâm tình của huyền giả nghịch loại rồi. Dương Diệp nói. Trong thạch quan trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nếu như người muốn những khôi lỗi kia, vậy thì chặt đứt xiềng xích trên thạch quan đi. Khác người trong thạch quan cũng tỉnh lại sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Không có tình, chỉ cần ta đi ra, ta có thể lập tức đánh thức bọn họ. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Trước hết cho ta khống chế 5 khôi lỗi, chờ ta giải trừ phong ấn của ngươi, ngươi tại lại giao 4 khôi lỗi cho ta, đây là điểm mấu chốt của ta, bằng không, đợi tí nữa người đi ra không nhận nợ thì ta bận rộn thi công hay sao? Người trong thạch quan im lặng nửa ngày, sau đó nói. Có thể, ta trước giải trừ liên hệ tinh thần cùng 5 khôi lỗi, sau đó ngươi gieo xuống ấn ký tinh thần cho bọn chúng, ngươi có thể khống chế bọn chúng. Không cần phiền toái như vậy. Dương Diệp đi tới trước mặt 5 khôi lỗi bán thánh, nói. Ngươi cho bọn chúng mở tâm thần ra đi, đừng phản kháng, còn lại ta tự làm. Học phương pháp khống chế của đối phương, hắn không tin được. Chỉ có kiếm nô do hắn luyện chế mới làm hắn cảm thấy yên tâm. Tùy ngươi. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp gật đầu, hắn đi tới trước một bán thánh, sau đó vung tay phải lên, lập tức thu đối phương vào trong hồng mông tháp. Làm sao có thể, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Người trong thạch quan khiếp sợ nói một câu. Dương Diệp không nói gì, hắn đi tới trước khôi lỗi bán thánh thứ 2, sau đó thứ 3, thứ 4, thứ 5. Rất nhanh, 5 tên khôi lỗi bán thánh đã bị hắn thu vào hồng mông tháp. Toàn bộ mất đi liên hệ với ta, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Người trong thạch quan hỏi lần nữa. Dương Diệp sẽ không có trả lời hắn, hắn đi xa và ngồi xuống đất, sau đó bắt đầu luyện chế kiếm nô. Hắn tự nhiên sẽ không thả đối phương ra lúc này, chờ hắn luyện chế xong 5 kiếm nô,
đến lúc đó thả đối phương ra cũng không sao, khi đó, dù đối phương đổi ý, hắn cũng không sợ chút nào. Tiểu tử, ngươi có thể thả ta ra trước hay không? Người trong thạch quan nói. Dương Diệp nói. Tiền bối thực lực quá mạnh mẽ, nếu cứ thả tiền bối ra như thế, chỉ sợ ta sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên, không có biện pháp, ta chỉ có thể làm ra chút năng lực bảo vệ tính mạng của mình, sau đó lại thả tiền bối đi ra. Tối đa chỉ mất một ngày, tiền bối đã chờ 10 vạn năm, chờ thêm một ngày có là gì? Chờ âu một ngày cũng không sao, chỉ hy vọng ngươi không nên đùa nghịch trò vặt gì đó. Người trong thạch quan trầm giọng nói. Dương Diệp cười cười, nói. Yên tâm, cho dù ta không muốn cứu tiền bối, nhưng còn lại 4 khôi lỗi đấy, ta không muốn buông tha đâu. Đúng rồi, ta rất ngạc nhiên, vì sao tiền bối không cho những khôi lỗi bán thánh này bổ thạch quan giúp ngươi? Người trong thạch quan nói. Nếu chúng dám động tới thạch quan, bọn chúng sẽ khói hôi phi diệt trong khoảng khắc. Thì ra là thế, Dương Diệp cười khẽ, không nói chuyện, hắn chuyên tâm luyện chế kiếm nô. Phương pháp luyện chế khôi lỗi của ngươi còn tốt hơn thánh đường, hơn nữa phương pháp của ngươi chỉ có kiếm tu mới làm được. Tiểu tử, nói thực ra, ta càng ngày càng hiếu kỳ về ngươi đấy. Người trong thạch quan nói. Dương Diệp thu kiếm nô luyện chế xong vào Hồng Mông Tháp, sau đó nói. Ta cũng không muốn đối địch với tiền bối, ta chỉ muốn những khôi lỗi này mà thôi, cho nên, hy vọng lát nữa tiền bối thủ tín, dù sao tiền bối đã từng là thánh giả, dù hôm nay theo thời gian trôi qua, cảnh giới và chiến phực đều không bằng trước kia, nhưng cuối cùng cũng từng là thánh giả. Cho nên, vãn bối thật hy vọng tạm giao dịch với tiền bối. Ta cũng rất có thành ý. Trong thạch quan, giọng nói truyền ra. Dương Diệp cười cười. Sau đó hắn đặt toàn bộ tâm thần luyện chế khôi lỗi bán thánh. Sở dĩ hắn mạo hiểm về tới đây, tự nhiên bởi vì muốn những khôi lỗi bán thánh này. Hiện tại, điểm tích lũy đã tới tay, hắn tùy thời có thể tiến về trấn ngục tháp, nhưng hắn biết rõ, với thực lực của hắn bây giờ, cho dù tăng thêm một bán thánh trung cấp, muốn cướp lấy bản thể kiếm linh cũng khó. Hắn hiện tại rất khó gia tăng thực lực của mình lên, cho nên, không có biện pháp, hắn chỉ có thể chuẩn bị nhiều kiếm nô bán thánh một chút. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội cứu ra bản thể kiếm linh. Trong lúc luyện chế, người trong thạch quan cũng không có nói chuyện, nhưng Dương Diệp biết rõ, đối phương tùy thời chú ý tới hắn, còn có 4 bán thánh đang vây quanh hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, trải qua một ngày một đêm luyện chế, 5 tên khôi lỗi bán thánh đã biến thành kiếm nô. Chúc mừng! Lúc này, người trong thạch quan nói chuyện. Dương Diệp cười cười, cũng không nói nhảm, vung tay phải lên. Nguyệt kiếm bay vào trong tay kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp, thân thể hắn khẽ động, hắn giơ kiếm chém mạnh vào thạch quan. Bành! Một tiếng nổ lớn vang vọng đáy biển, sau đó xiềng xích quanh thạch quan hóa thành mây khói. Oanh! Thạch quan vỡ vụn, một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. 10 vạn năm, rốt cục Huyền Thanh ta cũng đi ra. Ha ha! Nam tử trung niên cười lớn điên cuồng. Âm thanh làm nước biển chung quanh sôi trào. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói. Tiền bối, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nghe vậy, nam tử trung niên đình chỉ cười to, đôi mắt như điện nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên nói. Ta đổi ý. Kiếm tổ tổ sư 1. Đổi ý. Dương Diệp đã sớm đoán được, hắn tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Tiền bối thật sự làm vậy. Nam tử trung niên nhìn khôi lỗi bán thánh trung cấp trước người Dương Diệp, sau đó suy cười một tiếng, nói. Khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi, nó cuối cùng sẽ kém người. Cho ngươi một cơ hội, giao những khôi lỗi lúc trước ra đi, còn có khôi lỗi bán thánh trung cấp của ngươi nữa, ta lưu ngươi một mạng. Bằng không ta muốn giết ngươi cũng không khó khăn gì. Cũng tốt, kỳ thật, ta vốn muốn giết ngươi nhưng không có cớ, hiện tại thì tốt rồi. Dương Diệp vung tay phải lên. 6 gã bán thánh xuất hiện chung quanh hắn, nhìn thấy 6 gã khôi lỗi bán thánh, nam tử trung niên cười mỉa mai, nói. Chỉ bằng mấy cổ khôi lỗi này của người mà muốn giết ta. Đúng là buồn cười tới cực điểm, ngươi chỉ là hoàng giả. Nói đến đây, nam tử trung niên im lặng, ánh mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì cảnh giới của hắn đã biến thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Chấn giới thạch, ngươi thậm chí có chấn giới thạch. Nam tử trung niên đã bối rối. Dương Diệp không nói nhảm với hắn, tâm niệm vừa động,
Lâm Hộ Pháp bay thẳng về phía nam tử trung niên, cùng lúc đó, còn có 6 khôi lỗi bán thánh lao thẳng về phía khôi lỗi bán thánh của nam tử trung niên. Dừng tay, người cầm lấy 4 khôi lỗi bán thánh đi. Đúng lúc này, nam tử trung si nhiên vừa giao chiến với Lâm Hộ Pháp vừa lo lắng nói ra. Tuy thực lực của hắn hiện tại là bán thánh trung cấp, nhưng bởi vì trấn giới thạch nên hắn cũng chỉ có thể tính là vừa vào bán thánh. Muộn. Một đạo kiếm ý dâng lên trong cơ thể Dương Diệp, nam tử trung niên cảm nhận được áp lực như núi, hành động của nam tử trung niên đã chậm lại, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Trong thời khắc này, sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, ánh mắt hắn kinh hãi gần chết, thân thể hắn uốn éo, nhưng hắn đã chậm đi rất nhiều. Xuy, cánh tay trái của hắn bay lên cao. Mà lúc này, Lâm Hộ Pháp bổ một đạo kiếm quang về phía hắn. Nam tử trung niên hoảng hốt, hắn dùng cánh tay còn lại đánh ra một trường ấn năng lượng mạnh mẽ đánh tới ngăn cản Lâm Hộ Pháp, bản thân hắn lại quay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, chưa tới một giây, hắn đã lướt ra ngoài ngàn trường. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên từ đáy nước, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ bản thân hắn, hơn nữa cũng đã tới sau lưng đối thủ, sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, hắn đang muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Hộ Pháp đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đánh ra một trường, thủy áp cường đại đã đè hắn xuống. Cùng lúc đó, kiếm quang đã xuyên qua ngực của nam tử trung niên. Sau nửa ngày, nam tử trung niên nằm trên mặt đất, hắn bị 4 thanh kiếm nhìn chằm chằm vào, chung quanh hắn còn có 6 gã bán thánh trông coi. Tuổi còn nhỏ, kiếm ý thiên giai, chiến lực bản thân khủng bố như vậy, không nghĩ tới, thánh địa ta lại vẫn xuất hiện thiên tài như ngươi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Tuy hắn bị kiếm áp chế, nhưng hắn cũng không có e ngại và kinh hoàng. Dương Diệp đi đến trước mặt nam tử trung niên, nói. Có phải ngươi cảm giác thân thể của mình bất tử nên không sợ hãi? Nam tử trung niên nói. Tiểu tử, lần này ta nhận thua, thả ta, ngươi cứ lấy những khôi lỗi kia đi. Không thả ngươi, ta vẫn có thể cầm lấy đám khôi lỗi bán thánh kia. Dương Diệp nói. Muốn tự do. Có thể, xuất thành ý ra cho ta xem, bằng không ta sẽ mang ngươi về thánh địa. Hắc hắc, ngươi bây giờ tương đương với huyền giả nghịch loại, ngươi đoán thử xem thánh địa sẽ đối đãi với ngươi thế nào. Ta bị khốn trụ 10 vạn năm, ngươi cảm thấy ta có bảo vật gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Không có, ta chuẩn bị mang người đi thánh địa, chắc hẳn ta mang người về sẽ nhận được rất nhiều điểm tích lũy. Dương Diệp nói. Đợi một chút. Nam tử trung niên vội vàng nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Nam tử trung niên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Ngươi là kiếm tu, ngươi bây giờ có kiếm ý thiên giai nhất trọng. Kiếm ý thiên giai nhất trọng tuy mạnh nhưng ảnh hưởng lên cường giả bán thánh lại không lớn, có thể uy hiếp cường giả bán thánh chỉ có kiếm ý thiên giai nhị trọng. Ta có thể giúp ngươi tăng lên kiếm ý thiên giai nhị trọng. Đúng không? Gương mặt của Dương Diệp biến thành nghiêm túc. Từ khi phần ý đốt đi kiếm ý, cảnh giới kiếm ý chính là việc làm hắn buồn rầu, bởi vì đúng như lời người này nói, kiếm ý thiên giai nhất trọng không tạo thành uy hiếp với cường giả bán thánh. Đối thủ của hắn hiện tại đều là cấp bậc bán thánh, bởi vậy, kiếm ý thiên giai nhất trọng không đủ dùng. Tự nhiên là thật, người phải thả ta trước. Nam tử trung niên nói. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Thôn phệ kiếm ý. Nam tử trung niên nói. Ngươi nên biết, kiếm ý mạnh có thể thôn phệ yếu, hiện tại ngươi chỉ cần thôn phệ rất nhiều kiếm ý của ngươi sẽ tăng thêm một giai. Vào thời đại của ta, kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý ít tới mức đáng thương, nghĩ đến thế giới hiện tại cũng ít có người lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên, ngươi có biện pháp, hoặc là nói, ngươi biết ở đâu có kiếm ý để thôn phệ, đúng không? Dương Diệp tươi cười. Đương nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.